Vậy là Kinh Dương Vương kết hôn cùng thần Long Nữ. Chẳng bao lâu họ có được đứa con trai, đặt tên là Sùng Lạc. Cha mẹ, xem con trổ tài nha. Được rồi, con cứ thi thố tài năng cho ta và mẫu hậu con xem. Sẵn đài, cái con trai của tôi đi biển gặp nạn rồi. Gặp nạn gì chứ? Kể cho chúng tôi nghe, gia đình ông gặp nạn gì? Con cá to, con yêu quái, nó nuốt chết hết các con của tôi rồi. Chú em bình tĩnh đi, hãy kể rõ lại cho mọi người nghe để hiểu hơn về việc đã xảy ra. Sáng nay, chúng tôi đi chài lưới bắt cá, thì thấy một con cá thiệt là to, trong hình dáng nó kỳ dị lắm, có rất là nhiều răng. Nó làm lật thuyền, rồi nuốt chúng tôi. Ôi, nó là ngư tinh rồi. Nhưng mà sao ông lại thoát được? Cái con trai của tôi cố gắng chống đỡ để tôi thoát được. Còn chúng nó thì bị nuốt hết rồi. Ông trời ơi, làm sao mà tôi sống nổi đây? Cứu chồng tôi với. Trời ơi, cứu chúng con với. Làm sao trời quả ông trời rồi. Chúng ta mới làm sao đây? Sao mà chúng ta đã bắt cá được? Yêu quái nhung nhiễu, lạnh khốn khó. Hãy cho con ngư tinh dám hại đến dân lành, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Vì ngư tinh lộng hành nên người dân không thể di chuyển trên biển được nữa. Họ tìm cách phá núi để đi. Không thấy đường rồi, đã cứu quá mà con ơi. Chúng ta mau về thôi, không hy vọng có đường khác đâu. Ở tập trước, Kinh Dương Vương kết duyên với thần Long Nữ rồi sinh ra Sùng Lãm. Từ nhỏ, Sùng Lãm học được phép tiên của cha mẹ truyền cho, lại có sức khỏe dũng mãnh, tài trí hơn người. Tại Biển Đông, một con ngư tinh xuất hiện quấy nhiễu và giết hại người dân. Sùng Lãm liền tìm cách diệt trừ yêu tinh. Người thích giết hại dân lành thì ta cho ngươi ăn khổ sách này, để ngươi không hại ai được nữa. Thưa thái tử, ngài nội lão nô có điều gì sai bảo chăng? Con ngư tinh dưới biển này, ông có biết không? Tại sao không nghiêm trị mà để nó lộng hành như vậy? Thưa thái tử, con ngư này đã tu luyện rất lâu nên phép thuật của nó mạnh vô cùng. Ông và quân lính thủy tộc đều chịu thua nó ư? Dù như vậy, nó cũng không dám đụng chạm với binh lính của Long Cung. Mà ở trong một cái hang lớn, ăn sâu dưới đáy biển, trên hang có một dãy núi đá cao, ngăn biển ra làm hai vùng. Vì vậy, Long Cung cũng không cần phải tiêu diệt nó. Nếu con cá đó hiền lành không hại đến ai, thì ta cũng không hà cớ gì mà phải diệt nó. Trái lại, nó hại người trần gian, họ kêu khóc oán than khổ sở, ta không đành lòng. Này hải thần, từ bây giờ đến giờ ngọ, ta lệnh cho ông không được nổi sóng trên vùng biển này. Lão nô xin tuân lệnh thái tử. Ngài còn căn dặn điều gì nữa không? Không, để ta xem nó có biết hối lỗi hay không. Này con cá kia, mau lên đây nghe ta hỏi chuyện. Này con cá kia, mau lên đây nghe ta hỏi chuyện. Chàng trai ấy là ai? Sao dũng cảm quá vậy? Người không biết người ấy sao? Chàng ấy là thái tử của bộ tộc ta đó. Thái tử tiêu diệt con yêu quái đó.
tiêu diệt nó đi, nó hại dân thành. Người đó là ai? Sao giống gia đình Long tộc vậy ta? Ta và họ không đụng chạm nhau, ta làm việc của ta. Tại sao hôm nay Long tộc dám đến đây gây sự chứ? Tại sao ta lại yếu đuối như thế này chứ? Trước mặt ta, ngươi yếu đuối là phải rồi. Ta vị tình ngươi có công tu luyện ngàn năm, nên không nỡ hại ngươi. Chỉ một mình nhà ngươi thì làm gì được ta? Ngươi có biết tội lỗi của ngươi gây ra không? Ta không muốn tiêu diệt ngươi. Vậy ngươi ở đâu thì mau quay về nơi đó, đừng ở đây giết hại bá tánh. Nếu không thì ta sẽ không tha đâu. Ngươi nghe rõ chưa? Ngươi tài cán gì mà dám hăm dọa ta? Ta ở đây, ở dưới biển sâu thì ngươi làm gì được chứ? Ngươi không biết ta là ai sao? Ta có thể đi cả dưới nước, đền đài Long tộc ta có thể vào. Ngươi nghĩ ngươi trốn trong hang sâu là ta không lôi ngươi ra được sao? Ta sẽ thách hắn đi dưới nước, nhân cơ hội đó ta sẽ nuốt hắn vào bụng. Ngươi nói thì làm sao ta tin được? Ngươi đi dưới nước cho ta xem. Ta biết âm mưu của ngươi rồi, vậy thì ngươi đừng có trách ta nhé. Cái ấy là thần tiên chăng? Thần mẫu của thái tử là thần Long nữ mà. Ngươi trúng kế của ta rồi. Ngươi cho cái gì vào bụng của ta? Ôi, nóng, nóng quá, nóng quá. Ngươi nuốt chân lạnh có thấy nóng không? Ngươi đã biết lỗi chưa? Ngươi thật là đáng trách, vẫn không biết nhận lỗi, còn hung dữ muốn tấn công ta sao? Ta biết lỗi rồi, xin ngài tha mạng. Nếu đã biết lỗi thì phải lập công chuộc tội. Ngươi ở đây trấn giữ, giúp thời tiết mưa thuận gió hòa. Chỉ cần ta nghe dân ca tháng về ngươi nữa thì khối sắt trong bụng ngươi sẽ thành lửa thiêu cháy ngươi, biết chưa? Quan hô thái tử, thái tử muôn năm. Người dân hãy đóng thuyền giống như vậy, sau này đi lại trên biển sẽ an toàn hơn. Thưa ngài, tại sao lại vẽ đôi mắt đó? Nó có ý nghĩa gì vậy? Khi hạ thủy ra khơi thì luôn có kình ngư, thủy quái sẵn sàng nhấn chìm thuyền ghe bất cứ lúc nào, nên cần phải vẽ lên mỗi thuyền đôi mắt con thuồn luồn. Mắt thuồn luồn ư? Thuồn luồn là con gì vậy thưa thái tử? Thuồn luồn là một loài thủy tộc to lớn, mạnh mẽ để các loài khác sợ hãi bỏ đi mà không gây hại cho ngư dân. Mọi người hãy nhớ lời ta căn dặn đó. Ở tập trước, Sùng Lãm tìm cách đối phó với con ngư tinh. Vì có đức hiếu sinh, Sùng Lãm cảnh tỉnh con yêu và thuần phục nó. Sau khi trừ hại cho dân làng và dạy cho người dân cách đóng thuyền, Sùng Lãm trở về hoàng cung. Con đã khôn lớn, lại tài trí hơn người, xứng đáng là một bậc minh quân, có thể gánh vác trách nhiệm giúp dân, giúp nước rồi. Con tiêu diệt được ngư tinh để trừ hại cho dân lành, đó là điều tốt. Nhưng con cũng cần phải dùng đức độ giáo hóa chúng, để chúng hiểu được lòng nhân từ của con người, con nhé. Con xin nghe lời dạy của mẫu hậu. Ta truyền ngôi lại cho con, rồi sẽ cùng mẫu hậu con về Động Đình Hồ an cư và tu tiên ở đó. Con hãy thay ta chăm sóc cho bá tánh. Ta vẫn còn lo lắng, Sùng Lãm chưa lập gia đình để có người giúp đỡ cho con. Nàng đừng lo lắng, đã có an bài sẵn lương duyên cho con rồi. Sùng Lãm lên ngôi lấy hiệu là Lạc Long Quân. Kể từ đó, Lạc Long Quân đi khắp nơi để tìm hiểu cuộc sống của người dân, dạy dân săn bắn, cất nhà sàn tránh thú dữ. Nơi nào có tiếng kêu than thì ngài đến ngay. Bất ngờ dịch bệnh hoành hành khắp nơi, không có thuốc chữa khỏi, người dân khóc than.
phong cảnh của phương Nam thật là mát mẻ, khí hậu ôn hòa. Ta sẽ dựng thành đắp lũy ở đây. Phụ Dương ơi, người nói gì thế? Dựng thành ở đây lâu dài sao? Đúng vậy. Nào công chúa, con hãy xuống ngựa nhìn xem phong cảnh ở đây có mát mẻ hơn động Lăng Xương của ta hay không. Người dân hãy làm nhà cao như thế này để đề phòng thú dữ trên rừng xuống. Mái vòm cao cũng giúp giảm nhiệt từ sức nóng của thần mặt trời. Ta cũng sẽ dạy mọi người săn bắn nhé. Cảm ơn ngài. Ngài là vua của dân tộc Bách Việt, là cha của chúng tôi. Phải rồi, ngài là cha của chúng tôi. Dạ, xin cho chúng con được gọi ngài là cha. Cha ơi, hãy cứu chúng tôi. Người dân hãy cất nhà theo cách ta dạy nhé. Giờ ta phải đi đến nơi có người đang cầu cứu. Hây. Người dân phát hiện bệnh khi nào? Tại sao mà cơ thể người bệnh lại nóng dữ vậy? Dạ thưa ngài, vợ con ngã xuống, con không biết là bệnh gì nữa. Nhưng thấy nàng ấy ngày càng nóng như lửa, con có gọi thế nào á thì cũng không tỉnh dậy. Thưa ngài, cha con bệnh gì vậy? Tại sao lại có những nốt đỏ nhiều như vậy? Cha con có sao không? Ta cũng không biết đây là bệnh gì. Có thể là dịch bệnh. Ta đã dùng phép chữa trị, nhưng không thể trị dứt bệnh được. Ôi cha ơi! Cha ơi! Xin ông trời giúp mẹ con hết bệnh. Ông trời ơi! Hãy cứu giúp chúng con! Xin trời cao cứu con của con với! Con sẽ làm việc phúc đức để trả ơn này! Ta sẽ đi hỏi phụ Dương và mẫu hậu. Mọi người ở đây cố gắng chăm sóc người bệnh. Chờ ta trở về nhé. Phụ Dương sẽ đi sâu xuống phương Nam để xem thổ nhưỡng nơi nào phù hợp hơn. Con đi thẳng nơi này sẽ đến kinh đô Nghĩa Lĩnh. Rồi chờ cha ở đó nha. Dạ vâng thưa cha. Cầu xin trời Phật che chở cho con dân chúng con thoát qua tai nạn này. Chúng con nguyện làm thiện, tích phước không dám sai lời. Thần Long Quân ơi, ngài ở đâu? Bảo vệ cứu chúng con với. Người dân nơi đây bị tai họa gì mà cầu xin như vậy? Người thân của chúng tôi không biết mắc bệnh gì mà toàn thân nổi lên như một lở loét, đau đớn rên xiết không thôi. Thôi rồi, anh ta cũng bị lây rồi. Có những mụn đỏ nổi đầy trên cánh tay của anh ta. Chúng ta chăm sóc người bệnh, chúng ta cũng sẽ bị lây thôi. Cô nương, chắc cô nương từ xa đến đây có phải không? Xin hãy tránh xa chúng tôi, kẻo bị lây bệnh thì khổ lắm. Chàng ấy là ai mà dáng người phong thái, uy nghi đỉnh đạt, trông như một dũng tướng? Người ấy là ai vậy? Chắc chắn cô nương từ xa đến đây, nên không biết ngài ấy là cha của chúng tôi. Là cha sao? Ừ, đúng vậy. Ngài ấy là vua của dân tộc Bách Việt, thương dân như chính con của mình. Việc yêu tinh trừ hại cho dân, nên chúng tôi coi ngài như cha vậy. Thì ra chàng ấy là Lạc Long Quân. Ở tập trước, Sùng Lãm lên ngôi làm vua dân tộc Bách Việt phương Nam, lấy hiệu là Lạc Long Quân. Chàng đi khắp nơi dạy dân cất nhà săn bắn. Bất ngờ dịch bệnh hoành hành, Lạc Long Quân dùng phép chữa bệnh cho dân nhưng không khỏi. Đúng lúc đó, Đế Lai là vua bộ tộc Bách Việt phương Bắc, đi cùng với con gái là Âu Cơ sang phương Nam du ngoạn. Lúc này Âu Cơ thấy người dân đang mắc bệnh dịch, sẵn có tài y thuật, nàng đã đưa thuốc để Lạc Long Quân chữa bệnh cho dân. Thưa ngài, vảy rồng rất quý, nhưng dùng để trị nội thương, còn dịch bệnh thì cần phải dùng lọ thuốc này. Ngài hãy cầm thuốc này mà trị bệnh cho dân đi. Ngài hãy lấy thuốc hòa với nước cho người bệnh uống sẽ thấy hiệu nghiệm.
những người ở đây cũng nên cho uống để đề phòng lây nhiễm. Nàng là ai? Từ đâu đến đây? Nàng biết y thuật hay sao? Thiếp tên là Âu Cơ, con gái của Đế Lai, là vua của bộ tộc Bách Diệt phương Bắc. Thiếp có học qua y thuật. Nàng là con gái của Đế Lai đây sao? Hai người xuống phương Nam du ngoạn à? Chính phải. Nhưng vì thấy phương Nam phong cảnh xinh đẹp, khí hậu mát mẻ, nên cha thiếp muốn dựng thành ở đây. Không được. Tổ tiên chúng ta đã có giao ước Kinh Dương Vương Lộc Tục làm vua phương Nam, Đế Nghi làm vua phương Bắc, không ai được xâm lấn lãnh thổ của ai. Nhưng ta cũng rất thích ở nơi đây. Vậy thì nàng hãy ở lại đây. Những nón đỏ mất hết rồi, mất hết rồi. Hay quá, hay quá. Trên người tôi cũng đã mất hết rồi nè. Âu Cơ rất đẹp, lại tài y thuật. Mẫu hậu nói ta cần có người giúp đỡ. Phải chăng là nàng ấy? Âu Cơ, nàng đã từng nghĩ gì về ta chưa? Thiếp nghe nói nhiều đến ngài, hôm nay mới được diện kiến. Ngài là bậc minh quân, dũng cảm và khôi ngô tuấn tú. Chúng ta đều là người thương quý dân, muốn chăm lo cho họ một đời sống an vui. Cuộc gặp gỡ hôm nay ta nghĩ cũng là một sự an bài. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo bọc cho con dân Bách Việt. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Chúng ta có quốc mẫu rồi. Người mau mau sai quân lính vận chuyển gạch đá về xây thành cho ta. Thưa đức vua, ngài cũng biết là quân lính chúng ta đem theo không đủ. Thì quy động thật nhiều người dân ở đây, có khó gì đâu mà người có vẻ lo lắng chứ. Thưa, thần e ngại họ phản ứng là không chịu làm, vì chúng ta đến từ phương Bắc. Lạc Long Quân lấy con gái của ta, tại sao ta không có quyền với mảnh đất này? Hạ thần hiểu rồi, thưa đức vua. Vậy là vì muốn xây dựng kinh thành trên vùng đất lĩnh Nam, Đế Lai bắt người dân vận chuyển gạch đá về xây thành. Họ phải phục dịch rất cực khổ. Người dân chịu không nổi, tiếng kêu khóc ta thán vang lên khắp nơi. Chậm quá, mọi người đi nhanh lên. Đi nhanh. Làm yên. Làm yên hả? Đứng dậy cho mau, không ta đánh chết. Trời ơi, ngài ở đâu? Chúng con đau đớn quá. Chàng trồng cây gì thế? Ta trồng dâu nuôi tầm để dạy dân dịch giải. Thiếp sẽ cùng chàng dạy dân dịch giải. Cha ơi, ngài ở đâu? Chúng con đau đớn quá. Cha của nàng vì muốn nhanh chóng xây dựng kinh thành trên đất lĩnh Nam, nên ép dân chúng ngày đêm vác gạch đá về xây thành, lại còn đánh đập họ. Ta rất đau lòng. Bây giờ, người dân ở đây cũng là thần dân của thiếp. Chàng cứ mạnh dạn tìm cách nào đó đưa cha về phương Bắc, đừng để cha làm hại đến bá tánh dân lành. Nè, các ngươi làm việc cho nhanh, để còn xây dựng kinh thành. Hoàn thành sớm thì ngài Đế Lai sẽ có thưởng cho các ngươi. Chúng tôi chưa được ăn uống gì cả, chúng tôi mệt lắm rồi. Ngài hãy cho chúng tôi nghỉ mệt một chút có được không? Không được. Đức vua Đế Lai cần xây dựng kinh thành gấp. Chúng tôi chỉ có một đức vua Lạc Long Quân thôi. Chúng tôi chỉ có một người cha thôi. Đứng dậy cho mau. Đứng dậy. Ta đánh bây giờ. Ở tập trước, Lạc Long Quân và Âu Cơ đã sinh ra được 100 trứng, nở ra 100 người con. Họ lo chăm sóc và dạy dỗ các con lớn nhanh như thổi.
trong khi đó, để cứu người dân khỏi con cáo chín đuôi, Lạc Long Quân vẫn phải chiến đấu hết sức mình và còn bị nó phun lửa vào người. Kiệt xúc! Không biết ta là ai hay sao mà dám lấy lửa đốt ta? Dám tác quái tác quái nơi này! Ngươi có biết giết hại dân lành là tội không hả? Ta ra lệnh cho các loài thủy tộc dân nước sông Cái xoáy hang cáo thành một vực sâu, chôn vùi yêu quái. Ta đặt tên nơi này là Năm Xác Cáo. Muôn tâu Phụ Dương và Mẫu Hậu, nay chúng con đã lớn, mong Phụ Dương và Mẫu Hậu cho chúng con được cùng chia sớt những việc bảo vệ giúp dân an cư. Hùng Quốc theo thiếp học làm nông, phụ thiếp dạy dân cày ruộng, chăm sóc gia súc, việc nào cũng thành thạo. Nay hoàng tử cũng cần theo chàng học binh pháp để có sức mạnh bảo vệ con dân. Được, vậy con phải ngày đêm luyện tập cho thân thể cường tráng. Ta sẽ dạy con các phép để bảo vệ thân thể và phép thuật chống lại các loài yêu tinh. Mùi gì sao mà thơm quá vậy? Cháu cảm giác mùi hương này xuất phát từ khu rừng kia đấy. Chính phải, tôi ngửi thấy mùi thơm này từ trong rừng đó bay ra. Hay là trong rừng có cây gỗ trầm hương chăng? Chúng ta vào đó thử xem, đốn cây này đem về nhà làm cái khố thì thơm hết cả người. Đúng rồi, đi thôi. Mùi thơm chính xác là toát ra từ trong cái rừng này. Chắc chắn là cây chiên đàn hương rồi. Bỏ một khúc cây trong nhà thơm hơn trầm hương đó. Nguyên cây chiên đàn này cả làng chúng ta xài không hết đâu. Để tôi quay về gọi thêm nhiều người nữa và lấy cái búa ra đây. Ôi, cứu tôi! Sao không chạy một lúc nữa? Cứu tôi với! Thưa Phụ Dương, hình như vùng đất này không có người ở vì vắng lặng quá. Không phải đâu con, có người ở nên mới có chiếc xe kéo đựng đầy cỏ kia chứ. Họ còn chăn nuôi nữa. Ai đó kéo đến đây rồi bận chuyện gì nên để lại chiếc xe? Ta kéo về thay cho họ. Cứu tôi với! Chuyện gì đã xảy ra? Dạ thưa ngài, xin ngài hãy cứu giúp chúng con. Dạ thưa ngài, cây chiên đàn thành tinh đang ăn thịt người và cả gia súc mà. Con mau trừ diệt con yêu tinh này, trừ hại cho dân. Ta sẽ giúp con khi cần thiết. Tại sao mọi người lại dùng vỏ cây, lá cây đóng khố vậy? Thưa đức vua, đời sống chúng con cực khổ lắm, không có gì để ăn, phải lên rừng đào củ mài để ăn, nuôi được vài con bò lấy sữa uống, chúng con lấy cỏ xanh lót để ngủ. Kể từ hôm nay, ta sẽ dạy mọi người biết cách dệt vải làm quần áo để mặc, làm ruộng, trồng lúa nếp, chặt tre lấy ống thổi cơm, đốn gỗ làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ. Chúng con cảm ơn cha. Con yêu quái một tính đâu rồi? Tại sao dám giết hại dân lành bá tánh? Ngươi mau ra đây cho ta. Ngươi quả là cây chiên đàn, quả hương thơm dụ dỗ dân làng đến cho ngươi giết hại, nhưng với ta thì không được đâu. Cỡ ngươi mà muốn tiêu diệt được ta sao? Ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta. Trước,
Lạc Long Quân cùng Hùng Quốc đi tuần thú tới Phong Châu thì nghe dân chúng khóc than chuyện cây mọc tinh ăn thịt người và gia súc. Lạc Long Quân bèn sai Hùng Quốc ra tay cứu dân, diệt trừ yêu quái. Nhưng không dễ dàng gì, vì mọc tinh quá ghê gớm. Không ngờ con yêu tinh này mạnh thật, chặt đứt rễ thì nó lại mọc ra rễ khác. Ta không thể xem thường nó được. Con yêu tinh kia, xem đây! Ta không chịu thua nó được, phải tìm cách thoát ra. Ta giỡn với người một chút thôi, ta no rồi, giờ ta phải đi ngủ. Con yêu tinh đó ghê gớm vậy sao? Dân thưa phụ dương, chặt đứt thì nó lại mọc ra cây khác, mà còn nhiều hơn nữa. Con không biết làm sao để diệt tận gốc đây. Dù thế nào thì ta cũng phải tiêu diệt nó cho bằng được, kẻo chúng lại xuất hiện hại dân lành thì không thể được. Hôm qua con đấu với nó ở cánh rừng bên kia, thấy nó chạy sang cánh rừng này, nhưng sao vẫn không tìm thấy. Lạ thật. Này con yêu tinh chiên đàn, ngươi mau ra đây nghe ta hỏi tội. Ngươi giết hại dân lành là có tội với trời đất. Dám làm thì cũng phải dám hiên ngang ra gặp ta. Nếu trốn tránh thì đừng trách ta ra tay nhé. Ta đang ngủ, ai làm gì mà khối quá chừng vậy? Ta đang lấy cây khô đem ra đốt hết đây. Cái gì? Hôm qua tên kia không làm gì được ta, hôm nay rủ thêm người bất tài nào nữa vậy? Nhưng ta trông thấy tên này có vẻ dũng mạnh hơn ngươi đó. Hỗn sực! Ngươi trông thấy phụ dương ta mà không quỳ xuống thỉnh tội hả? Phụ dương? Ta là Lạc Long Quân, vua của dân tộc Bách Việt này. Có phải ngài là người Việt con cáo chín đuôi không? Chính ta. Nếu biết ta là ai thì ngươi mau mau ăn năn sám hối, làm việc gì đó giúp dân thì ta tha tội cho. Ngài ở dưới nước, ta ở trên đất, không xâm phạm gì nhau. Sao ngài có quyền truy đuổi ta chứ? Nếu ngươi không làm hại dân lành, để cho dân sống yên bình, thì ta không đụng chạm đến ngươi. Trái lại, ngươi nghịch thiên, giết hại con người, để dân ta kêu khóc oán than, thì ta phải truy cùng đuổi tận. Cạo chín đuôi tu luyện ngàn năm mà ngài cũng tiêu diệt được, ta cũng ngán khi nghe nói đến tên ngài. Nhưng ta cũng muốn biết xem ngài làm gì được ta. Cháy rừng mất, ta phải dùng cách khác. Mời ngài đã cứu nước ta thêm nhiều sinh lực. Ta thấy dùng lửa trị con yêu này, nó có vẻ sợ. Dùng nước thì xem như giúp nó hồi sinh, nhưng khổ là cháy rừng sẽ vô tình ảnh hưởng đến sinh linh cây cối, động vật trong rừng. Thật là khó nghĩ cho ta. À, hay là cha dụ nó ra khỏi rừng rồi đốt nó? Con yêu này nó tinh ranh lắm, con nghĩ là ta dụ được nó sao? Nhất là nó đã bị cha đốt rồi. Ta nghĩ sau này nó không dạy gì mà tấn công trực diện với mình nữa đâu. Con cần phải đề phòng nó. Thôi thì ta thử một lần xem sao. Ngày mai cha phải dạy người dân trồng lúa, dệt vải. Con đi tìm nó, rồi giả vờ thua chạy ra bìa rừng. Nó có đuổi theo thì dùng lửa đốt. Còn nó đề phòng không chạy theo thì dùng kế nói khích. Miễn là nó ra khỏi rừng là được. Con nhớ phải cẩn thận. Con yêu tình xấu xí khô cằn kia đâu rồi? Ra đây ông Bảo! Hôm nay chỉ có mỗi mình ta mà nhà ngươi cũng nhát đến mức không dám ra đây gặp ta sao? Đúng là vừa xấu xí vừa hèn nhát. Mau ra đây nhận ta làm sư tổ đi. Ta niệm tình ngươi là khúc gỗ mà tha cho. Hay là nó đang ngủ? Hôm qua ta thấy cha hun khói thì nó mới thức dậy. Hay là ta cũng làm thử như vậy xem sao? Giờ ngươi muốn nói gì trước khi chết không? Đồ hèn nhát, đánh lén sau lưng.
tạ khinh. Đừng đốt ta, xin đừng đốt ta, ta hối hận rồi, hối hận rồi. Được rồi, nếu người hối hận thì ta lấy khúc cây này làm thành cái rìu cho hoàng tử Hùng Quốc là bình khí. Ngươi theo hoàng tử diệt trừ yêu quái để chuộc tội được không? Được, được, ta sẽ theo hoàng tử để lập công chuộc tội. Để tránh hậu quả cho dân lành về sau, ta buộc phải đốt đống củi khô này. Ở tập trước, Hùng Quốc đánh với Mộc Tinh đã nhiều ngày nhưng không thể diệt được, còn bị nó đánh lén dùng rễ cây quấn chặt định ăn thịt. Đúng lúc Lạc Long Quân xuất hiện cứu hoàng tử. Ngài lấy cây đàn hương biến thành cây rìu to làm khí giới cho hoàng tử Hùng Quốc. Nhưng nguy hiểm hơn, cũng chính từ trong khu rừng đó, mãng xà tinh đột ngột tấn công họ. Ngài làm sao cho máu con xà tinh này dính vào lưỡi rìu? Tôi sẽ trở thành thần vật có linh khí thì mới diệt được nó. Cây chiến đàn, liệu ta có thể tin được ngươi không? Ngài tin tôi đi, tôi đã hối hận rồi mà. Hãy để tôi cứu hoàng tử và diệt trừ yêu quái để chuộc tội. Thưa ngài, ngài đâm vào phía sau đuôi của con rắn, nó sẽ đau và thả lỏng hoàng tử ra. Cùng lúc đó, Đế Lai là vua dân tộc Bách Việt phương Bắc, nhận được tin cấp báo thủ lĩnh dân du mục Mông Cổ là Hiên Viên kéo quân sang xâm lấn. Tâu bệ hạ, Hiên Viên sai phó tướng vượt sông Hoàng Hà đang rầm rộ kéo quân sang đây, hừng hực khí thế, xin bệ hạ định liệu. Hai người có ý kiến gì không? Nói ta nghe. Dân du mục Mông Cổ nhiều năm qua gặp thiên tai hạn hán, họ di dân khắp nơi tìm đất sống, có đội quân kỵ và bộ hùng mạnh chuyên đi xâm chiếm đất đai của nơi khác. Họ đã xâm lược thành công và tạo ra nhiều nước mới. Thần e là chúng ta không chống cự nổi. Tâu bệ hạ, nước chúng ta bao năm nay sống trong thanh bình, người dân lấy nông nghiệp làm chính, nên không chế tạo vũ khí, thiếu kinh nghiệm, lại không có tướng tài, nếu đánh thì ắt thua. Lạc Long Quân là vua phương Nam, lại là con rể của ta. Thôi thì ta sang đó cầu viện, có thể là cái sách an toàn nhất. Bệ hạ nói rất đúng. Tình hình hiện giờ rất là nguy cấp, ta cần nói chuyện với Lạc Long Quân. Con có cách nào giúp cha không? Có chuyện gì cần gấp? Sao con trông thấy phụ dương lo lắng quá vậy? Ngày ấy hiện giờ đi trùng thú vùng đất Phong Châu rồi, có lẽ sẽ về trong nay mai thôi. Cha từ phương xa đến, hay ở đây vài ngày vui chơi với con cháu có được không? Ồ, không vui chơi được đâu con. Bọn du mục Mông Cổ đem quân sang đánh nước Xích Thần của chúng ta, sắp có chiến tranh xảy ra với người dân nước ta rồi. Khổ thay, chúng ta tuyệt đối không để cảnh đó xảy ra. Cha an tâm, con sẽ gọi ngài ấy về ngay. Lạc Long Quân ơi, chàng mau về đây, mau về đây. Âu Cơ, nàng cần gì đến ta sao? Chào phụ vương, ngài có việc cần đến con rể phải không? Dân tộc Bách Việt phương Bắc của ta đang đối mặt với nguy cơ mất nước. Thủ lĩnh của dân du mục Mông Cổ muốn bành trướng đất đai để đánh tiến ta. Ta mong con hãy cùng ta chống lại chúng. Quân Mông Cổ đã xuất quân rồi sao? Hiên Viên đã cho quân vượt sông Hoàng Hà rồi. Thế trận rất cấp bách. Nếu phía ta thua thì họ sẽ tràn về phương Nam. E là cả dân tộc Bách Việt cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hỡi người dân, nghe tôi nói đây. Giặc Mông Cổ muốn xâm chiếm đất đai, họ đang tiến đánh nước láng giềng.
rồi cũng sẽ lấn xuống phía nam nước chúng ta. Nay ta họp dân quân 100 bộ tộc, chung sức chặn đánh quân xâm lược. Hỡi người dân, nghe ta nói đây. Chúng ta mau quay về với phụ dương thôi. Người dân nghe lời hiệu triệu của đức vua Lạc Long Quân, thế là họ bỏ cày cuốc mà mang theo khí giới lên đường. Ở tập trước, Đế Lai cai trị người Bách Việt phương Bắc bất ngờ bị Hiên Viên Hoàng đế, thủ lĩnh của dân du mục Mông Cổ, sai phó tướng vượt sông Hoàng Hà tấn công. Đế Lai cầu viện Lạc Long Quân. Hoàng tử Cả Hùng Quốc cùng với các anh em theo cha sang phương Bắc cứu viện. Ta và ngài chia thành hai cánh quân tả và hữu đón Hiên Viên tại đây. Ngài nghĩ thế nào? Ta áp sát bên cánh hữu, còn ngài bên cánh tả. Khi quân Mông Cổ tràn xuống thì hai bên cánh của chúng ta siết chặt họ vào chính giữa. Tâu bệ hạ, ba vị tướng tài của Hiên Viên chỉ huy trận đánh này là Thường Thiên, Phong Hậu và Lực Mục. Ai cũng có tài phép biến hóa, rất tài giỏi. Xin hai vị vương chớ khinh địch. Hùng Quốc và các con sang cánh hữu dưới sự chỉ huy của ngoại tổ, giúp người đánh thắng trận này nhé. Chỉ cần một mình ta bên cánh tả là đủ rồi. Vậy là chỉ còn một mình Lạc Long Quân bên cánh tả. Ngay lúc đó, Phong Hậu, một trong ba tướng chỉ huy của Mông Cổ, đã đến trực tiếp đối đầu cùng Lạc Long Quân. Hỡi thần mưa, thần gió, thần sấm sét, hãy nổi cơn thịnh nộ lên, nổi lên đi. Phong Hậu, ngươi làm mưa làm gió để qua mặt được ta sao? Thần nào cai quản mưa gió ra đây gặp ta? Chào thái tử, ngài sai bảo gì thôi? Tại sao thần lại nghịch thiên tạo thời tiết bất thường như vậy? Ngươi ở đâu thì về đó cho ta. Tận gốc bọn chúng! Mọi người tiến lên! Không để bọn chúng thoát! Hùng Quốc, dừng lại! Không thể giết hại sinh linh bá tánh. Họ thua như thế cũng đủ biết sợ dân tộc ta rồi. Chúng ta mau thu quân để không tổn hại đến mọi người. Hai người nói là Lạc Long Quân tài phép hơn người hả? Các con của ông ta cũng như vậy hay sao? Thưa hoàng đế, các hoàng tử cũng mạnh mẽ không kém. Nhất là hoàng tử Hùng Quốc, một người đấu với trăm người của ta. Ta sẽ đích thân chinh phạt. Ta không tin Hiên Viên thần kiếm này có thể thua được. Ta sẽ bất ngờ tấn công đội quân của Đế Lai trước. Mấy lúc gần đây thiếp trông thấy ngài ưu tư buồn bã. Ngài hãy cho thiếp biết có được không? Ta và nàng tuy sống với nhau chưa lâu, nhưng nghĩa tình đến sông cạn đá mòn cũng không thay đổi. Bản thân ta vốn là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa xung khắc, nên khó mà sống với nhau suốt đời được. Nay vì đại nghiệp và vì sự mưu sinh của trăm con, ta sẽ đưa 50 con xuống vùng đồng bằng ven biển. Nàng cùng 50 con ở lại trên núi này, chia nhau ra mà cai quản các phương. Hễ có việc gì cần đến thì báo cho nhau để mà tương trợ. Thiếp xin tuân theo lời căn dặn của ngài. Vậy là 50 người con đã theo Lạc Long Quân xuống biển lập nghiệp, còn 50 người con còn lại theo Âu Cơ lên miền núi để tạo dựng cuộc sống. Thưa đức vua, người hãy lánh đi thật nhanh, Hiên Viên đã kéo quân vào đến cổng thành rồi. Sao hắn lại biết ta ở đây? Mau đi cấp báo cho Sùng Lãm và con gái ta được biết. Chắc là hắn đã cho người điều tra. Người mau rút lui để an toàn cho tính mạng. Ngươi cai trị lãnh thổ của ngươi, ta cai trị lãnh thổ của ta. Hà cớ gì ngươi muốn xâm phạm?
để cho dân chúng phải khổ sở vì chiến tranh. Ta, thủ lĩnh dân tộc Bắc Miêu, quyết không để người chiếm đoạt, dù chỉ là một tấc đất. Nếu người nói chiến tranh làm cho dân chúng khổ sở, thì đầu hàng ta sẽ được sống, còn ngược lại sẽ chết. Bệ hạ, ngài thấy trong người thế nào rồi? Thưa bệ hạ, tình hình này rất nguy cấp. Hiên Viên sẽ phá vỡ kinh thành của ta trong nay mai thôi. Thần sẽ quả tóc đi phương Nam xin quân cứu viện của Lạc Long quân. Bệ hạ thấy thế nào? Ngươi nên đi báo tin cho Lạc Long quân biết, đề phòng quân Hiên Viên tràn xuống phương Nam. Người lãnh đạo dân rời bỏ nơi đây, đi đâu thì đi. Ở tập trước, nhờ tài phép của Lạc Long Quân, sự dũng mãnh của các hoàng tử, dân tộc Bách Việt toàn thắng. Họ sống trong yên bình một thời gian ngắn, thì Hiên Viên do tham vọng muốn mở mang bờ cõi, ông đích thân vượt sông Hoàng Hà tiến đánh Đế Lai. Đế Lai bị thương rồi qua đời, chiếm được phương Bắc, Hiên Viên tràn xuống tấn công phương Nam. Cho tôi gặp vua Lạc Long Quân và hoàng hậu Âu Cơ. Hai ta chính là hai trong 100 hoàng tử của đất nước này. Có việc gì mau nói rõ hai ta biết. Vậy là tôi đã đến đúng nơi rồi. Việc này là rất cần kiếp. Ngoại tổ của hoàng tử đã quy tiên rồi. Phương Nam lắm anh tài. Vua Lạc Long Quân tài giỏi như vậy, con của ngài ấy cũng không kém. Ta không ngờ gặp lại phụ dương lần đó lại là lần cuối. Thôi thì phàm đã là con người thì không tránh khỏi số mệnh. Hiện giờ vua Lạc Long Quân đang ở Thủy Phủ, ta sẽ gọi ngài ấy và 50 người con trở về. Lạc Long Quân chàng ơi, hãy cùng các con mau quay về, có gì cần tương trợ. Âu Cơ, nàng có việc gì cần đến ta sao? Vị võ quan của phụ dương thiếp đến để báo tin quân Hiên Viên tấn công Xích Thần. Cha thiếp tử trận rồi, e rằng Hiên Viên sẽ tấn công đến nước chúng ta. Ngài mau kiếp nghĩ cách đối phó. Hiên Viên tấn công phương Bắc, họ đang lập doanh trại ở Ba Thục. Ta cùng các con lên đường chiến đấu giữ nước. Tuân lệnh phụ vương. Lạc Long Quân, hãy chịu thua đi, giao nạp Bách Việt cho ta. Ta sẽ để cho ngươi và các con của ngươi được bình yên. Ta dùng tay Hiên Viên kiếm mà không địch nổi Lạc Long Quân, lại ở đây kéo dài, e rằng quân của ta không hợp thổ nhưỡng. Chỉ bằng việc bớt các con của ông ta thì mới mong thắng nổi. Ông quốc, cẩn thận! Lạc Long Quân bị thương, nhưng bệnh ngày càng nặng hơn. Bà Âu Cơ vô cùng lo lắng, các hoàng tử ngày đêm túc trực bên vua cha. Thần Long Nữ xuất hiện. Sùng lắm, mau tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy đi con. Số trời đã định, không ai dám cãi. Nay dương thọ của con đã hết, mau theo ta về Thủy Phủ.
Con xin nghe theo lời mẫu hậu dạy. Nàng hãy đưa con trai trưởng Hùng Quốc lên làm vua, đóng đô ở Phong Châu. Nơi đó đất lành, quanh năm mưa thuận gió hòa, sẽ an cư lạc nghiệp. Các con hãy hòa thuận giúp đỡ nhau dựng nước và giữ nước. Ta đi đây. Âu Cơ nghe theo sự sắp đặt của chồng là Lạc Long Quân. Bà đưa con trai trưởng tên Hùng Quốc lên nối ngôi tại kinh đô Phong Châu. Ta là Hùng Dương thứ nhất, Quý là Hùng Quốc, họ là Hồng Bàn, quốc hiệu là Văn Lan, đóng đô ở Phong Châu. Ta chia nước ra 15 bộ, dưới sự cai trị của các lạc hầu, lạc tướng. Kể từ đó, người dân Văn Lan được sinh sống yên bình dưới sự cai trị của các vua Hùng. Đô Phong Châu là Phú Thọ ngày nay. Con trai các vua Hùng được gọi là Lan, con gái là Mỹ Nương. Ngày xưa, khi loài người mới được hình thành, trần gian chưa được sắp xếp ổn định. Các vị thần Xuân, Hạ, Thu, Đông không thể quản hết, nên cùng lên thiên đình tâu với Ngọc Hoàng. Thưa Ngọc Hoàng, trần gian bây giờ không ổn định được trật tự. Chúng thần dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn không thể lo ổn thỏa mọi việc. Chuyện cụ thể là như thế nào? Các thần hãy mau nói cho ta nghe. Bẩm Ngọc Hoàng, con người dưới trần gian không phân biệt được thời gian, nên thường xuyên nhầm lẫn giữa các mùa. Từ đó họ gieo trồng sai thời điểm, mùa màng thất bát. Và khi đến phiên trực của thần, con người lạnh và đói, nhưng không có đủ lương thực để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt. Họ còn nhầm lẫn về tuổi tác, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ nhau, đến khi không ai chịu ai. Nhiều khi xảy ra chiến tranh, cuộc sống con người rơi vào lầm than. Vậy các thần có giải pháp gì không? Thưa Ngọc Hoàng, hay là người tạo thêm vài mùa, nhân gian sẽ dễ bề nhận biết thời gian hơn? Không được. Nếu có quá nhiều mùa, việc thay đổi thời tiết khí hậu liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cho con người càng khó thích nghi hơn. Thưa Ngọc Hoàng, mỗi năm dưới trần có 12 tháng. Hay là người hãy chọn ra 12 con vật để cai quản các tháng trong năm. Như thế vừa giúp loài người phân chia thời gian, vừa xác định được tuổi tác của họ. Đề nghị này rất hợp lý. Nhưng thế gian nhiều loài vật như vậy, ta nên chọn loài nào đây? Thưa Ngọc Hoàng, thần có đề nghị này, người hãy nhìn xem. Đúng rồi, rồng vàng quả là loài vật xứng đáng nhất. Hãy mau triệu tập rồng vàng lên thiên đình cho ta. Rồng vàng nghe lệnh, xét thấy người là loài vật trí dũng song toàn, có phẩm chất tốt, nên ta sẽ cho người đứng vào hàng ngũ 12 con giáp, cai quản một tháng trong năm ở trần gian. Tạ ơn Ngọc Hoàng đã tin tưởng. Ngoài ra, ta giao cho ngươi nhiệm vụ phải nhanh chóng xuống trần, tìm đủ các con vật còn lại để mùa xuân năm sau lên thiên đình nhậm chức. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi đứng đầu 12 con giáp. Còn nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị xử tội theo luật nhà trời. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Dạ, thần đã hiểu. Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được, hãy trao những tấm thiệp mời này đến những con vật xứng đáng, và tấm thiệp sẽ chỉ đường cho các con vật tìm đến cổng trời. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ta sắp trở thành thủ lĩnh của muôn loài rồi. Mình biết phải mời ai tiếp theo rồi. Rắn ơi, em có nhà không? Rắn ơi, anh có tin này muốn cho em hay. Anh đến đây không có ác ý, em hãy mau ra gặp anh đi. Không có ác ý, vậy do ai mà tôi ra nông nổi này? Chúc mừng chủ nhân. Chí chí. Làm tốt lắm. Cuối cùng thì hôm nay tao có thể báo thù rồi. Là do ngươi tự dẫn xác tới nha rồng vàng. Chủ nhân, thì ra đây là kẻ thù không đội trời chung mà chủ nhân hay nhắc đến à? Chít chít. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đã từng đối xử tệ bạc với ta.
người tham lam. Sao bỗng nhiên mưa to vậy nè? Mau vào bờ thôi bà con ơi. Mau lên, mau lên. Ủa quá vậy? Cũng quá giật màu đen bay trên trời cho bà con. Giết nó, giết nó đẹp lên. Giết nó, giết nó. Các người dám coi ta là quái vật? Được, thì hôm nay quái vật này sẽ trừng trị loài người các ngươi. Đen, ai theo anh? Tại sao em lại đánh phá loài người? Anh không thấy hay sao? Con cản em. Lũ người tham lam đánh bắt họ hàng thủy tộc chúng ta cả ngày lẫn đêm, giết hại cá tôm. Em phải dạy cho con người một bài học. Trời đất phân chia vai trò mỗi loài mỗi khác. Những người đó có sai vì đánh bắt dư thừa, nhưng em cũng không được lạm quyền giết họ. Nếu chẳng may Ngọc Hoàng biết chuyện, nhất định sẽ giáng tội em đó. Em không sợ. Em thấy con người không xứng để cai quản trần gian. Loài rồng mạnh mẽ còn hơn loài người. Thì ra là em tự thấy mình tài giỏi hơn loài người. Nhưng mỗi loài đều có sứ mệnh riêng đã được đất trời sắp đặt. Em không nên so sánh như thế. Rồng đen, em đi đâu đó? Lũ người đáng ghét. Các ngươi có tài cán gì mà đòi cai quản chốn nhân gian? Nước biển đang dâng cao. Mọi người mau di chuyển lên vùng cao. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi. Các ngươi chạy không thoát đâu. Em có ngưng không? Tại sao em vẫn không nghe lời anh nói? Anh là đồ hèn nhát. Nếu anh sợ không dám xoán ngôi của loài người thì hãy để em ra tay. Đừng cản em. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ không để em làm hại con người đâu. Lý tưởng khác nhau. Vậy thì nay chúng ta cắt đứt tình anh em. Ra tay đi. Em vậy em đừng trách anh. Anh sẽ thả em ra nếu như em chịu ăn năn hối lỗi và đừng làm hại đến loài người nữa. Em hứa. Em trần gian phải cho rồng đen này cai quản là anh đã ép tôi. Thần kính chào Ngọc Hoàng. Rồng đen, người dám làm hại con người, mưu đồ đảo lộn trật tự trần gian, tội của người thật đáng chết. Thưa Ngọc Hoàng, rồng đen còn nhỏ nên suy nghĩ nông cạn, cầu xin người rộng lượng miễn tội chết cho em ấy, để em ấy có thể ăn năn hối cải. Được rồi, nể tình ngươi có công ngăn cản rồng đen làm hại nhân gian, ta sẽ tha tội chết cho rồng đen. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Tội chết có thể tha, nhưng ta sẽ tước đi sức mạnh của loài rồng, để hắn trở thành loài rắn không chân, mãi mãi chỉ có thể bò trường mà thôi. Từ ngày đó ta đã thề, nhất định sẽ trả mối thù này. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Ngươi chuột sống lên. Em cũng biết khả năng của em bây giờ không thể nào đấu lại anh. Sao em không nghe anh nói lý do anh đến tìm em? Nói xong anh sẽ đi ngay. Chủ nhân, hay là chúng ta nghe hắn nói xem sao? Được, người nói đi. Hôm nay người tới đây có chuyện gì? Ngọc Hoàng giao cho anh trọng trách tìm 12 con giáp, chia nhau cai quản 12 tháng trong năm ở trần gian. Mùa xuân tới sẽ lên thiên đình nhận chức. Anh đã chọn em nên mang thiệp mời đầu tiên của Ngọc Hoàng đến cho em. Có nó, em có thể dễ dàng đi qua cổng trời. Thật vậy à? Làm sao ta biết ngươi không gạt ta? Ngươi có dám nhìn thẳng vào mắt ta không? Từng lời anh nói đều là thật. Không tin thì em... em cứ cầm lấy tấm thiệp. Quan hô chủ nhân, chủ nhân đã thôi miên được con đồng ngốc này rồi. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ta đang thôi miên thì phải câm miệng lại. Lần sau thì đừng có trách. Dạ, thuộc hạ xin lỗi chủ nhân. Xin lỗi chủ nhân. Đúng là thiệp mời của Ngọc Hoàng. Nếu có thể đứng đầu 12 con giáp, vậy thì tất cả loài vật
phải tôn ta làm thủ lĩnh rồi. Rồng Vàng, ta hỏi ngươi, chỉ những tấm thiệp mời còn lại đâu? Lấy ra cho ta coi. Các tấm thiệp ở đây. Thời của ta đến rồi. Chúc mừng chủ nhân. Nhưng liệu thuộc hạ có thể dự hội trên thiên đình với người được không? Loài chuột yếu ớt như ngươi mà cũng đòi trèo cao à? Thiệt là nực cười. Chủ nhân, thuộc hạ không dám nữa ạ. Xin tha cho thuộc hạ. Xem ngươi kìa, cái đồ chuột chết nhát. Chỉ có dòng họ nhà rắn của ta mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ 12 con giáp thôi, rõ chưa? Dạ, dạ. Mình nhất định phải có tấm thiệp dự hội nhà trời. Ê, con chuột kia, ngươi làm gì vậy? Có tin ta cắn chết ngươi không? Trọng Giang, anh tỉnh dậy đi. Ngươi không thoát khỏi ta đâu. Làm sao đây? Chuyện gì thế này? Anh Đông Giang, anh bị rắn thôi miên nên mất ý thức. Hắn còn tính cướp những tấm thiệp và hại chết anh. Chạy mau lên. Nguy rồi, độc rắn lan rất nhanh, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh phải trốn đi thôi. Anh Trọng, nhanh lên, lối này. Người đã trúng độc rắn của ta rồi, không chạy thoát đâu. Tình phản bội, các ngươi sẽ trả giá. Cảm ơn cậu chuột. Chúng ta nhanh đi thôi, khúc cây này không ngăn cản được rắn lâu đâu. Anh đang bị trọng thương nên lánh đi thì hơn. Tôi sẽ cố gắng bay khỏi đây. Cậu giúp tôi thế này, e rằng rắn sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu bám lên lưng tôi đi, mau. Kỳ nguy hiểm, cũng may tôi biết cách chữa trị. Anh Rồng ở đây nghỉ ngơi, đợi tôi chút. Anh Rồng, anh đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu chuột, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Cũng may nhờ cậu cứu mạng. Anh không sao là tốt rồi. Nhưng vì sao cậu lại giúp tôi? Chẳng giấu gì anh, trước nay rắn luôn ỷ mạnh hiếp đáp loài chuột nhỏ bé chúng tôi. Để sống yên ổn, tôi đành chấp nhận trở thành thuộc hạ của hắn. Dù giúp rắn không ít việc, nhưng chưa bao giờ hắn ta đối xử tử tế với tôi cả. Tôi không ngờ rắn lại sống tệ bạc như thế. Cậu tuy nhỏ bé nhưng lại hiểu biết, thông minh hơn rắn rất nhiều. À đúng rồi, để cảm ơn anh cứu mạng, tôi xin mời anh mùa xuân tới lên thiên đình, để thành một trong 12 con giáp, cùng nhau cai quản nhân gian. Tôi không nằm mơ chứ. Không đâu, cậu xứng đáng mà. Cảm ơn anh Rồng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng hẹn. Loài nhỏ bé như mình, làm cách nào để đấu lại những con vật khác đây? Hay là mình theo Rồng Vàng? Mình phải tranh thủ đi tìm các con vật khác thôi. Bây giờ anh tính đi đâu? Vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà. Tôi cũng đỡ nhiều rồi. Bây giờ tôi phải đi tìm các con vật còn lại, kẻo không kịp. Gặp lại sau nhé. Ê khoan, anh Rồng ơi, tôi thông thuộc tất cả ngõ ngách trong khu rừng này. Hay là để tôi cùng đi tìm các con vật còn lại với anh? Nếu được vậy thì tốt quá, mình đi thôi. Ngoan, gặp ta là sợ hãi vội quỳ gối rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ai sợ ông chứ? Là do ông hù tôi mà thôi. Muôn loài đều sợ ta cả. Ta chính là chúa tể đường xanh. Chúa tể à? Vậy ông có chạy nhanh hơn tôi không mà đòi làm chúa tể? Ngươi nghĩ ngươi chạy nhanh hơn ta sao? Tất nhiên. Ông không thấy chân tôi dài và khỏe thế này à? Vậy chúng ta hãy cùng thiết chạy đến vách núi. Nếu người thắng, ta sẽ cho ngươi làm chúa tể khu rừng này. Nếu người thua,
ngươi sẽ bị ta ăn thịt, đồng ý không? Được, tôi sợ gì ông chứ. Cái chức chúa tể này nhất định sẽ thuộc về tôi. Để rồi xem. Ngươi sẵn sàng chưa? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Được, vậy ai đến vạch nuôi trước thì sẽ chiến thắng. 1, 2, 3, xuất phát. Vách núi kia rồi, mình sắp về đích rồi. Ôi, là vùng lúng. Nguy rồi. Sao vậy? Chân người khỏe đó mà, sao bây giờ không nhấc khỏi bùn lầy được hả? Thấy ông chạy chậm quá nên cố tình dừng lại thôi. Được, vậy ta không cách sao. Hẹn gặp ở vách núi. Không xong rồi, mình mà không thoát khỏi đây là thua cọp mất. Cứu với, có ai không? Có ai không? Ô, cháu ngựa, cháu làm sao vậy? Bác Trâu ơi, bác giúp cháu với. Cháu bị kẹt ở vũng bùn này không ra được. Tôi có cách. 1, 2, 3, lên nào. Cố lên, một chút nữa thôi. 1, 2, 3, lên. Ôi, mày có bác Trâu và Thỏ giúp đỡ. Cũng may là có Thỏ nhanh trí, kịp thời lấy cành cây làm dây để kéo cháu ra. Mà cháu đang đi đâu vậy? Cháu đang chạy đua với cọp đến vách núi thì bị sa vào bùn lầy này. Ấy, cháu phải đuổi theo cọp đây. Tạm biệt bác Trâu, tạm biệt Thỏ. Thế nào, ngươi đã chấp nhận thua chưa? Đồ ngựa non háo đó. Nếu không vì sa vào bùn lầy thì tôi có thể đã thắng. Đừng nói nhiều, thua là thua. Ngươi phải trở thành bữa tối của ta. Xin tha mạng, cứu với, cứu tôi với. Ngươi kêu nữa đi, sẽ không ai cứu được ngươi đâu. Có ai không? Cứu tôi với. Dưới vách núi có ai đang kêu cứu? Mình tới đó xem nào chủ. Ngựa đang gặp nguy hiểm, chúng ta đến cứu ngựa nào. Kìa anh Đồng, vết thương do rắn cắn của anh còn chưa khỏi hẳn, e rằng không phải đối thủ của cọp. Với lại, khu rừng cũng có luật lệ riêng của nó. Hay là mình cứ ở vách núi quan sát, xem tình hình thế nào. Xin ông tha cho tôi lần này. Tôi hứa từ nay sẽ không đòi làm chúa tể Sơn Lâm nữa. Muốn rồi, ta chạy cách đoạn đường dài cũng hơi đói bụng rồi. Anh cọp ơi, tôi bảo này, ngựa thì có bao nhiêu thịt đâu, sao anh không bắt con vật còn to hơn anh mà ăn, hỏng sướng hơn sao? Lão, trong khu rừng này có ai to lớn hơn ta chứ? Vậy mà tôi vừa gặp nó đây nè, nó cao lớn hơn anh, khỏe hơn anh, nó còn nói... Nó nói cái gì? Nói mau! Nó còn nói, hễ gặp anh cọp ở đâu thì nó sẽ ăn thịt anh ở đó. Vì vậy nên tôi mới tìm đến anh để dặn anh phải cẩn thận nè. Dẫn ta đến gặp nó mau, ta nhất định sẽ ăn thịt đó. Vậy sáng mai tôi sẽ dẫn nó đến đây, nhưng đổi lại anh không được ăn thịt bạn ngựa nữa. Được, nhưng nhớ, nếu ngươi lừa ta thì cả hai ngươi đều phải làm mồi cho ta, hiểu chưa? Tôi có gan trời cũng không dám lừa anh nữa. Vậy hẹn anh sáng ngày mai. Chị ngựa không sao chứ? Tôi không sao, cũng do tôi tự cao, ý mình có chân dài khỏe mà không quan sát kỹ đường chạy, vậy nên mới thua cọp. Thôi, chị đừng có tự trách mình nữa, tôi đã có cách giúp chị. Cảm ơn cậu Thỏ, nhưng có thật là có con vật to lớn, khỏe mạnh hơn cả cọp không? Cái gì? Không được đâu, cọp nhất định sẽ không tha cho cả tôi và cậu. Chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi. Không việc gì phải trốn, chị ngựa đừng quá lo. Chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ thành công. Nhưng chúng ta cần thêm sự giúp đỡ. Chị cứ yên tâm đợi tôi ở đây. Tôi sống nhiều năm trong khu rừng, chưa bao giờ nghe có con vật như thế. Kỳ lạ thật. Vậy chúng ta cứ đợi, xem hình dáng con vật đó ra sao. Coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Bác đã nghe Thỏ kể lại rồi, mọi người đến đây để giúp cháu đó. Ngựa đừng lo, có mọi người hợp sức lại, nhất định sẽ cứu được em. Nhưng
Nếu hợp sức lại, liệu chúng ta có đánh thắng cọp không? Mình không dùng sức mà sẽ dùng mưu. Bây giờ chị cứ nằm xuống, chỏng bốn chân lên trời, mắt nhắm nghiền, giả bộ như đã chết. Ai làm gì cũng không được cử động. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi và mọi người lo. Hình như là cọp đang đến. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Có bác ở đây, cháu sẽ không sao đâu dê. Hãy mạnh mẽ lên cậu bé. Dạ, cháu cảm ơn bác Trâu. Được rồi, mọi người nhớ hãy thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch. Chuyện gì vậy? Ngươi bị làm sao? Anh cọp đến rồi à? Sao anh không đến sớm một chút? Chị ngựa bị con vật to lớn kia hại chết rồi. Nó đã làm gì ngựa? Khi nãy nó chỉ búng tay một cái là ngựa đã lăn đùng ra chết rồi nè. Ôi, chị ngựa thật tội nghiệp à. Ngươi nói cái gì? Nó búng tay là ngựa như vậy luôn hả? Đúng vậy, chưa hết đâu. Nó lớn đến mức chỉ cần bước đi là cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển dữ dội. Nó đó, nó chuẩn bị tới đó anh cọp. Cái gì? Vậy vậy nè. Con cọp kia, tao đập cho ta. Tao đói bụng rồi. Thôi, anh cọp ở lại đấu với nó nha. Tôi chạy trước đây, tôi không muốn thiệt mạng giống chị ngựa đâu. Cũng may mình nhanh chân chạy thoát. Tại sao trong khu rừng có con vật to lớn như vậy mà trước giờ mình không biết ta? Chúng ta làm được rồi, yeah. Bác đã nói rồi mà, cháu làm tốt lắm. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cũng may Thỏ nhanh trí, nghĩ ra mưu này mới lừa được cọp đó. Là nhờ mọi người cùng nhau hiệp lực, chúng ta mới làm cọp sợ đến bỏ chạy. Nhưng nếu cọp biết mình bị lừa thì sao đây? Tốt nhất là mọi người thấy cọp ở đâu thì nên tránh đi, không nên hơn thua làm gì. Ngựa nè, cháu cũng đừng nên thi chạy hay là thách đấu với cọp nữa. Dạ, cháu biết lỗi của mình rồi. Chào mọi người. Chào anh Rồng và Chuột. Hai người đến đây có việc gì à? Đêm qua chúng tôi ngủ trên vách núi đằng kia, đã biết hết việc các bạn lừa cọp và cứu ngựa ra sao rồi. Các anh sẽ không nói lại với cọp chứ? Không đâu, sao tôi lại làm thế? Tôi thấy các bạn nhỏ bé hơn con cọp, nhưng lại rất thông minh, gan dạ, đoàn kết, nên mới xuống đây muốn kết bạn với mọi người. Thì ra là vậy. Chẳng giấu gì mọi người, tôi đang trên đường tìm các con vật tài đức để mời lên Thiên Đình dự hội, trở thành các con giáp cai quản trần gian. Trời đất ơi, lên Thiên Đình dự hội hả? Vì vậy, tôi muốn mời tất cả mọi người, mùa xuân tới, hãy lên trời để được Ngọc Hoàng ban chức. Cảm ơn anh Rồng đã tin tưởng, nhất định tôi sẽ có mặt đúng vào mùa xuân. Hay quá, chó tôi nhất định sẽ làm cho thật tốt. Bác cũng sẽ không quản cực nhọc, cố gắng hết sức. Ngựa tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi cũng sẽ rèn luyện chăm chỉ. Cảm ơn Đồng Vàng nhiều lắm nha. Anh Đồng Vàng ơi, em yếu đuối hơn các anh chị, lại vụng về, không biết mình có được tài cán gì để dự hội. Anh ở trên vách núi nhìn xuống, thấy em vô cùng dũng cảm, vì vậy em rất xứng đáng để tham gia hội nhà trời. Chị là con gái còn chẳng sợ gì. Đây chính là cơ hội để em thể hiện bản lĩnh của mình, đem vinh quang về cho dòng họ nhà dê của em chứ. Đúng rồi, vậy em sẽ ra sức tập luyện mỗi ngày. Tốt lắm, tôi vẫn còn phải đi tìm thêm đồng đội để đưa thiệp mời. Mọi người có biết ai thông minh tài giỏi nữa không? Chỉ cho tôi với. À, hèn đến mời bác mèo thông thái đi. Bác ấy nổi tiếng uyên bác và thông minh nhất trong khu rừng này. Bác mèo còn có võ công cao cường,
cả khu đường này ai cũng nể bác ấy hết á. Ừ, vậy thì tôi phải đến tìm bác mèo mới được. Nhưng nhà bác mèo ở đâu? Nhà bác mèo ở tận trong rừng sau, đường đi rất khó. Hay là để tôi dẫn anh rồng và chuột đi cho nhanh. Tốt quá, cảm ơn cậu thỏ nhiệt tình giúp đỡ. La 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 la, ta là ngựa, ta chạy rất nhanh. La 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 la, la 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 la. Ngựa? Không thể nào, rõ ràng khi nãy mình thấy ngựa chết rồi mà. Chuyện này là sao? Nói mau! Tại sao ngươi vẫn còn sống? Khốn hồn thì nói thật đi! Nếu không thì... Thật ra con vật to lớn kỳ lạ mà ông thấy là do các bạn tôi đóng giả thành. Các ngươi dám gạt ta! Họ lại tới nữa rồi kìa! Được lắm! Nhãi thọ! Chính ngươi đã bày trò lừa ta, ta nhất định sẽ tính sổ với mày. Cậu thỏ, hãy bám lên lưng tôi, cùng bay đến nhà bác mèo cho nhanh nào. Nhà bác mèo nằm dưới những tán cây rậm rạp, nếu bay trên trời sẽ rất khó nhìn thấy. Chúng ta chịu khó đi bộ một chút sẽ tới ngay. Thỏ kia, ngươi dám lừa ta? Anh cọp nói gì tôi không hiểu. Ngươi đừng có giả nai nữa. Nai đâu, tôi là thỏ mà. Anh cọp sợ quá nên mắt mờ rồi hả? Im lại. Các ngươi là ai? Tôi là Rồng Vàng, còn đây là bạn chuột. Chúng tôi đều là bạn của thỏ. Chào Rồng Vàng, dù ngươi có là bạn của thỏ, nhưng đây là chuyện riêng giữa ta và thỏ, không liên quan gì ngươi. Thỏ kia, ta vừa thấy ngươi vẫn còn sống, nó không bị con vật to lớn nào búng tay mà chết hết. Mau đền bữa tối cho ta. Vậy sao? Hồi nãy rõ ràng tôi và anh đều thấy ngựa ngã chỏng cẳng rồi mà. Nhưng giờ ngựa chưa chết mà chạy mất thì cũng không thể trách tôi. Ngươi không nói nhiều, mau đền mạng. Để tâm phục khẩu phục, tôi với anh thi đấu. Nếu tôi thắng, anh không được phép làm phiền tôi và các bạn nữa. Nếu tôi thua, tùy anh xử lý. Ngươi dám đấu với ta một mình ngươi hả? Đúng vậy. Được, càng đảm lắm. Kìa thỏ, cậu không phải là đối thủ của cọp đâu. Đúng đó, cọp sẽ xé xác cậu cho mà coi. Không sao đâu, tôi đã có cách. Anh cọp, nghe nói các cơ bắp ở tay anh rất khỏe, chúng ta hãy thi đánh trống nha. Bây giờ hãy xem cái cây đằng kia là cái trống, ai đánh vào cây mà phát ra âm thanh to hơn thì người đó thắng. Tưởng thi gì khó. Thi như vậy thì ngươi chuẩn bị nộp mạng cho ta đi. Không biết thằng nhãi này có đang giở trò gì không đây. Mình phải cẩn thận mới được. Để các ngươi không nói ta ý mạnh hiếp yếu, ta nhường ngươi thi trước á. Được thôi, vậy tôi thi trước đây. Sức ngươi chỉ có như vậy thôi hả? Ta cho ngươi thêm một cơ hội đánh lại lần nữa đó. Sức tôi chỉ có thế thôi. Đến lượt anh đi. Mở mặt to ra mà nhìn. Vẫn cái tay của ngươi mà nghe ta biểu diễn đây nè. Thấy sao? Thấy sức mạnh của ta chưa? Tôi chưa nghe rõ lắm. Anh có thể đánh lại lần nữa không? Dám phá tổ ông nhà ta hả? Chết nè! Chết nè! Con ta chơi! Con ta chơi! Đừng có chết, đừng có chết các bạn! Ôi! Anh cờ bị sao vậy? Ông thỏ kìa! Ngươi lại lùa ta! Cậu thỏ thật thông minh! Hạ gục được cọp mà không cần tốn tí mồ hôi nào! Cách của cậu hay thật! Tôi tin với trí thông minh của cậu! Chắc chắn cậu sẽ đứng vị trí cao trong 12 con giáp. Không đâu, thông minh phải kể đến bác mèo. Giỏi quan sát và nhanh trí như thỏ, tôi khâm phục cậu rồi đó. Thôi, chúng ta mau đến nhà bác mèo đi. Hôm nay tập đến đây thôi. Bác mèo không khai ơi,
Ba có ở nhà không vậy? Ai đến tìm ta thế này? Là cọp đây bắt mèo ơi. Cọp à, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bắt mèo thông thái ơi, tôi uất ức dữ lắm. Bắt phải lấy lại công bằng cho tôi mới được. Không thì, cậu là... tôi không muốn sống ở trong khu rừng này nữa đâu. Ngươi là chúa tể Sơn Lâm, có chuyện gì không thể giải quyết được? Vậy mà chúa tể Sơn Lâm như tôi lại bị bắt nạt tay to, người này thương thích luôn. Ai có gan bắt nạt ngươi, mau kể rõ sự tình cho ta nghe nào. Loạn thỏ bắt mèo, nó lựa tôi hết lần này tới lần khác, khiến tôi bị ông dính, đến giờ mình bị sưng qua trời qua đất luôn rồi. Là thỏ à? Bác mèo thông thái, bác là người công bằng, nguyên bác nhất khu đường này. Bác phải làm chủ cho tôi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là thỏ đây. Chính con thỏ lừa gạt khiến tôi bị ông chích đó bác mèo. Thỏ, cẩn thận. Cọp à, dừng tay lại. Người không được làm vậy trong nhà của ta. Không được làm vậy trong nhà của ta, rõ chưa? Dạ tôi biết rồi, bác mèo tha cho tôi. Cháu cảm ơn bác mèo. Bác mèo, bác phải phân xử công bằng. Vậy thỏ mà tôi xích bác bạn mấy lần luôn á. Thỏ, chuyện có đúng như lời cọp nói hay không? Đúng là cháu có lừa anh cọp, nhưng là do anh cọp suốt ngày đòi ăn thịt các con vật trong rừng, cháu bất đắc dĩ mới nghĩ ra kế để cứu các bạn mà thôi. Cọp, có đúng như vậy không? Dạ, chuyện này dài lắm. Là do ngựa khiêu chiến với tôi trước chứ bộ. Tôi làm chứng lời thỏ nói là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Các ngươi là ai? Sao lại đến đây? Đây là anh Rồng Vàng và bạn Chuột. Nhờ cháu dẫn đường đến tìm bác có việc. Ngươi tìm ta có việc gì? Các người đâu phải ở vùng này. Tôi tuân lệnh Ngọc Hoàng, tìm 12 con giáp để cùng nhau cai quản Trần Gian. Biết bác mèo thông thái, tài giỏi, tôi có công đến đây để gửi thiệp mời cho bác. Mong bác mèo có thể đến dự hội nhà trời vào mùa xuân tới. Ta thật không biết nói gì hơn. Cảm ơn cậu đã tin tưởng. Nhất định ta sẽ đem tài năng của mình cống hiến cho nhà trời. 12 con giáp cai quản Trần gian hả? Chẳng lẽ nào lại không có cọp ta? Còn khúc mắc giữa cọp và thỏ? Tôi đã biết lỗi của mình rồi. Từ nay tôi sẽ không bắt nạt các bạn trong khu rừng nữa. Cậu thỏ, chúng ta làm què nghe. Anh cọp nói thật chứ? Cọp biết lỗi là tốt rồi. Thỏ à, vậy cháu cũng làm què với anh cọp đi. Đừng tìm cách lừa nhau, hại nhau làm gì. Chỉ cần anh cọp đừng đòi ăn thịt cháu hay các con vật khác là được. Cháu đâu có thích hơn thua với ảnh. Thỏ, tôi thề nghe, tôi không bao giờ gây chuyện với cậu nữa. Sống chung trong một khu rừng, các loài vật phải biết yêu thương, đoàn kết mới phải. Cứ tranh giành hơn thua thì thời gian đâu mà học tập để nâng cao hiểu biết. Thiếu hiểu biết sẽ phạm sai lầm, rồi khi thiên tai ập đến, không biết đường đâu mà chống đỡ. Ai nấy đều đồng thuận, quá giải hận thù như vậy, thật là tốt quá. Anh Rồng, tôi danh là chúa tể Sơn Lâm, sức mạnh hơn nhiều loài. Muốn đóng góp một chút sức mình để cùng anh cai quản Trần gian. Không biết tôi có thể dự hội nhà trời được không? Không được. Chuyện này... Cậu thỏ còn giận tôi hả? Tôi thật lòng biết lỗi của mình rồi mà. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cọp đã biết ăn năn hối lỗi, thỏ đừng nên hẹp hòi. Là cọp giả giờ ăn năn để được dự hội nhà trời. Anh Rồng Vàng, anh nhất định đừng mắc bẫy của cọp. Tôi thật lòng ăn năn, sao để cậu tin tôi đây? Theo như bác thấy, cọp có tài có sức khỏe, nếu không cống hiến cho nhà trời thì quá là uổng phí. Rồng Vàng, cậu nên cho cọp một cơ hội đi. Bác mèo đã có lời thì đây. Tôi gửi anh cọp tấm thiệp mời đến dự hội nhà trời.
mong rằng anh sử dụng sức mạnh vào việc có ích. Nhất định là vậy rồi. Nhất định ta sẽ đứng đầu 12 con giáp, xem lũ các ngươi còn dám giỡn mặt với ta không. Đồ cọp giả tạo. Thỏ, cậu không sao chứ? Tôi không sao, cháu cảm ơn bác mèo lần nữa. Là bác đã quá tin lời cọp, suýt chút nữa là hại cháu rồi. Tiếc là một khi thiệp đã ra thì không thể lấy lại được. Thôi, chuyện đã lỡ rồi, anh đừng nên tự trách mình. Ta sẽ chăm chỉ luyện võ công, đến ngày dự thi sẽ cho cọp một bài học nhớ đời. Vậy hẹn bác mèo ở thiên đình. Xin tạm biệt mọi người, tôi còn có việc phải làm. Cháu cũng xin phép ra về để chuẩn bị, mùa xuân cũng sắp tới rồi. Bác mèo thông thái ơi, cháu là chuột nhỏ bé, e rằng không đủ sức đấu lại các con vật khác. Không biết cháu có thể ở lại nhà bác để học võ được không? Được chứ, ta sẽ dạy võ cho cậu. Nhưng ta có cái tật ham ngủ, hễ mà ngủ say thì rất khó thức dậy. Đến ngày dự hội, nhờ cậu hãy đánh thức ta dậy, có được không? Dạ được, cháu hứa sẽ ngoan và làm theo lời bác dặn. Vậy là ta chỉ còn thiếu một con vật nữa thôi, phải nhanh nhanh đi tìm, mùa xuân sắp đến rồi. Âm thanh gì nghe hay quá. Mặt trời lo thức giấc, chào buổi sáng tinh khôi. Xin chào cậu gà. Tiếng gáy của cậu nghe hay thật. Tất nhiên rồi, tiếng gáy của tôi to và hay như vậy mới đánh thức mặt trời dậy được chứ. Thì ra tiếng gáy của cậu diệu kỳ như vậy à. Đúng rồi, lúc nào tôi cũng thức dậy vào tờ mờ sáng để gáy thật to. Có như thế thì mặt trời mới ló dạng. Vậy ngoài gáy ra, cậu còn biết làm gì khác nữa? Tôi hả? Tôi biết nhiều thứ lắm. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, bay nhảy, bơi lội, cái gì tôi cũng giỏi. Vậy thì cậu biểu diễn cho tôi xem mở mang tầm mắt có được không? Được, xem tôi đây. Cậu gà giỏi quá. Ý, cậu không sao chứ? Ui, có gì mà trăng với sao? Tôi từng bay đụng cả mặt trời đó chứ. Xét ra thì anh ta cũng là kẻ có tài năng đây. Mình sẽ mời thêm anh ta nữa là hoàn thành nhiệm vụ đủ 12 con vật. Vậy anh đến tìm tôi có chuyện gì? Chẳng giấu gì anh, tôi được Ngọc Hoàng ra lệnh tìm đủ 12 con vật tài trí, thông minh để cai quản nhân gian. Tôi xin gửi thiệp mời cho cậu, mùa xuân tới hãy lên thiên đình để được ban chức. Ôi, vậy là anh tìm đúng người rồi. Từ lúc sinh ra, tôi đã luôn biết mình sẽ có một sứ mệnh cao cả. Đã đến lúc tôi có thể phô diễn tài năng cho thiên hạ biết rồi. Vậy hẹn gặp cậu ở thiên đình. Tạm biệt cậu ga. Cuối cùng cũng đã tìm đủ 12 con vật. Mình mau về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng thôi. Cuối cùng trong gian cũng thôi nào. Đi thôi. Ủa, các bạn có thấy dê ở đâu không? Biết ngay mà, dê chắc còn đang ở nhà nhõng nhẽo với mẹ. Hôm qua nó nói từ nhỏ đến giờ chưa xa nhà, giờ đi tít lên thiên đình. Nhớ mẹ chắc rồi. Tò công, cậu nhanh nhẹn đến nhà tìm dê đi, nhanh lên, chúng tôi đứng đây đợi. Thôi con không đi nữa đâu. Sao mẹ con chịu không có nổi. Đi mãi thiên đình chẳng biết bao lâu mới được về với mẹ. Con trai mẹ cũng lớn rồi. Dê, đi nhanh lên, mọi người còn chờ mỗi mình cậu đó. Nè, đừng có nói là cậu nhõng nhẽo, nhớ mẹ nên không đi nha. Ồ, mình chưa đi đã nhớ mẹ đó thì sao? Cậu giỏi thì đi với mọi người đi, mình chưa lớn, chưa cần phải làm việc gì ra ngoài. Vậy bác tính sao? Nếu bác không muốn cho dê đi thì thôi, con xin phép đi đây. Khoan đã Thỏ, đợi một chút. Nè con trai, ai cũng phải lớn lên, làm việc theo sứ mệnh của mình. Còn đi mẹ cũng sẽ nhớ con. Nhưng mẹ chịu được, mẹ tin tưởng là con sẽ đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Con đã hứa với rồng thì phải thực hiện lời hứa. May này con đã tập luyện rất chăm chỉ mà. Nếu trên đường đi mà nhớ mẹ thì hãy dùng cái này. Con no rồi, con đi đây. Chắc không sao đâu, vì có cả bác trâu chăm sóc tụi con rồi mẹ. Giỏi lắm con trai, con hãy tin tưởng vào việc mình làm. Và nhất là hãy tin tưởng vào bản thân con, nắm bắt cơ hội nha. Cứ ngủ ngon nha bác mèo thông thái. Tôi đi lên thiên đình đây. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm đủ các con vật theo yêu cầu của người. Tốt lắm. Nhưng mà tại sao ở đây chỉ có 11 con vật thôi? Đúng là chỉ có 11. Thiếu ai vậy ta? Anh Đồng Vàng ơi, không thấy bác mèo thông thái ở đâu hết. Đúng rồi, chuột, cậu có gọi bác mèo dậy không? Bác ấy ham ngủ thì tôi để cho bác ấy ngủ thôi. Tôi đã dặn trước là hôm nay đến ngày lên thiên đình mà bác ấy vẫn ham ngủ. Cậu đã hứa với bác ấy. Rồng Vàng, ngươi đã không làm tròn trách nhiệm được giao phó, ngươi đáng tội gì? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã gửi thiệp đủ cho các con vật. Nhưng có lẽ là mèo đã ngủ quên à. Không có nhân nghĩa gì hết. Vì ngươi không hoàn thành trách nhiệm nên không có tư cách đứng đầu 12 con giáp. Đồng thời ngươi sẽ phải chịu phạt. Đáng đời ngươi. Anh cả Rồng Vàng, có lẽ Ngọc Hoàng nên loại anh ra. Dạ thưa Ngọc Hoàng, để không chậm trễ thời gian, thần đề nghị hãy cho Rồng Vàng lấy công chuộc tội trong vòng một nén nhang. Nếu Rồng Vàng tìm đủ con vật còn lại thì được miễn tội, còn không thì sẽ bị sét đánh để trừng trị. Được, Rồng Vàng nghe lệnh. Trong vòng một nén nhang, hãy mang lên thiên đình một con vật để đủ 12 con giáp. Nếu chậm trễ sẽ bị phạt sét đánh. Nghe rõ chưa? Thần xin tuân lệnh thưa Ngọc Hoàng. Nhà bác mèo ở tận rừng, lại sống trong hang sâu. Dù mình có bay tới thì sợ cũng không kịp. Phải làm sao bây giờ? Con heo này chắc cũng được hơn một tạ. Lấy thịt được rồi. Trời, con heo này nó mạnh quá. Phụ nó chơi. Bắt được mày rồi. Mày trốn đi đâu hả? Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tội nghiệp cậu heo quá. Nóng quá, nóng quá. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mình phải giúp cậu ấy mới được. Đuổi theo, nhanh lên, nhanh lên. Đuổi theo, đuổi theo. Ôi, anh Đồng Vàng. Cậu chạy nhanh lên. Sao bỗng nhiên mưa lớn rồi lại ngưng ngang như vậy? Đúng là kỳ lạ thiệt đó. Trời ơi, con heo chạy mất tiêu rồi. Mau đi tìm đi. Trời, tức thiệt chứ. Chắc là thoát nạn được rồi. May quá. Cảm ơn anh Đồng Vàng cứu mạng. Không có anh, chắc giờ tôi thành heo quay rồi. Sao mà nóng dữ vậy nè? Trời ơi, cái đuôi của tôi, cái đuôi, cái đuôi. Không sao rồi. Cũng may là có anh. Mà anh bay đi đâu vậy? Nguy rồi, bây giờ mà mình tới nhà bắt mèo cũng không kịp. Heo nè, tôi đang bay đi tìm con vật để mời lên thiên đình cho đủ 12 con giáp trình diện Ngọc Hoàng, để Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ cai quản trần gian. Anh đi cùng với tôi nha. Tôi không có ham việc cai quản trần gian đâu. Tôi chỉ thích ăn và ngủ thôi à. Anh tìm cho kỹ đi. Con heo mập đó không có chạy xa được đâu. Cho tôi đi với anh đi. Ở đây chắc tôi thành heo quay quá. Vậy ta đi thôi.
anh sao vậy? Bị đau ở đâu à? Không phải, tôi đói quá anh Rồng ơi. Tôi không còn chút sức lực nào hết. Vậy anh đợi ở đây, để tôi đi kiếm gì cho anh ăn. Anh Rồng Vàng ơi, sao anh còn chưa về nữa? Lần này ngươi xong đời rồi Rồng Vàng. Tắt rồi. Tội nghiệp Rồng Vàng quá đi. Bẩm Ngọc Hoàng, nén nhang đã tàn mà Rồng Vàng vẫn chưa trở về. Xin người hãy giáng tội cho Rồng Vàng. Ngon rồi mà. Cảm ơn anh Rồng. Anh ăn khỏe thật đó. Ăn nhanh lên, để còn bám chặt vào lưng tôi. Tôi tăng tốc đây. Thiên Lôi đâu? Hãy mau chuẩn bị thi hành luật nhà trời. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, anh Rồng đang cõng heo về tới. Chào mọi người. Thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm được con vật cuối cùng, chính là heo ạ. Vậy là ta đã tạm đủ 12 con vật. Con heo mập này mà cũng đòi cai quản Trần Gian. Thưa Ngọc Hoàng, dù Rồng Vàng thực hiện được yêu cầu, nhưng đã quá thời gian một nén nhang. Rồng Vàng, dẫu ngươi đã tìm đủ 12 con vật, nhưng chậm trễ thời gian, ta phạt ngươi 30 đòn sét đánh để răn đe cho muôn loài. Thiên Lôi, mau xử phạt Rồng Vàng. Dạ thưa Ngọc Hoàng, là do anh Rồng cứu tôi, lại cho tôi ăn, cho nên mới về trễ. Xin Ngọc Hoàng phạt nhẹ. Tuy heo ham ăn, nhưng thật thà ngay thẳng, dám đứng ra xin cho người đã giúp mình. Thôi được rồi, ta chỉ phạt Rồng Vàng 5 đòn sét đánh thôi. Ngọc Hoàng thật là sáng suốt. Xin lỗi anh Rồng, nếu như tôi không ăn măng thì anh không có trễ giờ. Chuyện đã lỡ rồi, tôi không trách anh đâu. Tôi được Ngọc Hoàng tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, nhưng không hoàn thành đúng thời gian, tôi phải chịu trách nhiệm, cũng là đúng thôi. Thương, ta chắc chắn sẽ nắm ngôi vị thủ lĩnh 12 con giáp rồi. Anh Rồng Vàng ơi, anh mà có làm sao, chắc tôi ân hận cả đời quá. Tôi không sao, mọi người đừng quá lo lắng. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thưa Ngọc Hoàng, bây giờ 12 con vật đã đủ, nhưng thứ tự của các loài sẽ sắp xếp như thế nào đây? Chuyện này ta phải suy nghĩ thêm đã. Thưa Ngọc Hoàng, thần là chúa tể Sơn Lâm, chẳng ai xứng đáng đứng đầu 12 con giáp hơn thần. Ông suốt ngày chỉ biết bắt nạt các loài vật khác mà đòi đứng đầu 12 con giáp à? Có tài mà không có đức, không ai phục. Thưa Ngọc Hoàng, thần có gốc gác nhà Rồng, cơ thể dẻo dai linh hoạt, không ai xứng đáng hơn thần. Người mở miệng toàn nọc độc, chứ có tài cán gì mà đòi đứng đầu 12 con giáp. Ta còn chưa xử ngươi cái tội phản chủ đó, đồ chuột nhắt. Thưa, gà mới xứng đáng làm thủ lĩnh đây. Ta có thể gáy vang gọi mặt trời mọc, biết bay nhảy, bơi lội, nói chung là cái gì cũng biết hết. Mặt trời thì kỳ nào mà không mọc, đâu phải chờ anh gọi thì mới mọc chứ. Anh đừng có khoác lác. Im lặng hết cho ta. Nếu như vậy, để cho công bằng, ta sẽ tổ chức cuộc thi chạy từ đây đến cung Hằng Nga. Thứ tự 12 con giáp sẽ được căn cứ vào thứ tự về đích của mỗi con mà xác lập. Lưu ý rằng, đường đến cung Hằng Nga vô cùng hiểm trở, nhiều đồi dốc và thác nước. Ai can đảm mới có thể tham gia được. Bây giờ thì giải tán. Hẹn gặp lại các ngươi vào ngày mai. Thi chạy thì đúng ngày sở trường của tôi rồi. Sao Ngọc Hoàng không tổ chức thi ăn hay thi ngủ gì cho nhẹ nhàng? Tôi ghét chạy nhất trên đời. Cháu heo phải cố gắng lên. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn và ngủ, không có xứng đáng để cai quản trần gian đâu. Dạ, con sẽ cố gắng. Nhưng mà cả nhà cũng đừng có coi thường chuyện ăn ngủ à nghe. Nhờ ăn ngủ mới có sức khỏe luyện tập, học hành chứ.
Ngày mai bắt đầu cuộc đua rồi, mọi người hãy cố gắng hết sức mình. Đặc biệt, đừng có để thua cọp, nếu không cọp sẽ càng ngày càng phách lối. Còn cố gắng cũng chẳng thắng nổi ta đâu. Mơ đi. Bộ dạng này của ngươi thì ngày mai sao mà thắng nổi ta? Xấu xa. Con ngựa kia, ngày mai sẽ biết tay ta. Anh Rồng Vàng, ngày mai anh đủ sức thi chứ? Tôi nghỉ ngơi một đêm, chắc sẽ hồi phục phần nào. Mọi người cũng nên dưỡng sức, ngày mai sẽ vất vả đi. Các loài vật nghe rõ đây. Hôm nay là cuộc thi chạy để xác định vị trí 12 con giáp. Cuộc thi chạy đến cung Hàng Nga chính thức bắt đầu. Ai chạy nhanh hơn cọp ta được chứ? Có chuột ta là không cần chạy mà vẫn nhanh bằng cọp hay? Chít chít. Mình không thể để thua cọp được. Ai, con ngựa nào tháo ra đây? Còn biết sự lợi hại của ta. Ngựa à, cháu không sao chứ? Cháu không sao. Bác mau đuổi theo cọp đi, đừng để cọp về nhất. Ngủ một giấc thiệt là đã. Hả? Đã đến ngày lên thiên đình rồi sao? Chuột ơi, chuột ơi. Tên chuột láo cá và thất hứa này không chịu gọi ta dậy. Ta thề từ nay họ Mèo nhà sẽ không bao giờ đổi trời chung với lũ chuột nhà ngươi. Tên Rồng Vàng có lợi thế biết bay, chắc chắn sẽ vượt mình. Không được, không ai được thắng ta. Nguy rồi, mình phải trị thương ngay mới được. Rồng Vàng à, cháu bị sao vậy? Cháu bị cọp tấn công. Cháu trị thương trong thác nước một chút để hồi phục sức lực. Bắt mau đuổi theo cọp, đừng để cọp chiến thắng. Lại là cái tên cọp dở thủ đoạn xấu xa. Không được, mình không thể thua cháu được. Về đích đầu tiên, đứng đầu trong 12 con giáp. Trâu về sau chuột, đứng vị trí thứ hai. Sao có thể chứ? Chuột à, đây là cuộc đua cần phải thi đấu công bằng. Ai cho cậu bám vào đuôi của tôi như vậy hả? Thưa Ngọc Hoàng, chuột đã gian lận trong cuộc đua. Mong người xem xét. Để ta xem. Thưa Ngọc Hoàng, người chỉ ban lệnh, hãy ai đến trước sẽ thắng. Không có quy định bằng cách thức nào. Chuyện này... Ngươi thật là lão ca. Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần thấy chuột nói cũng không sai. Vốn dĩ ngay từ đầu, người không có quy định rằng phải chạy đến đích bằng hình thức nào. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào thời gian, thì chuột về đích trước trâu. Vậy ta quyết định chuột vẫn là con vật đứng đầu 12 con giáp, trâu sẽ xếp thứ hai. Cảm tạ Ngọc Hoàng. Thông báo, cọp về đích thứ ba. Không thể ngờ, chúa tể Sơn Lâm như ta lại thua con chuột bé tẹo và con trâu lù khù. Mình phải tăng tốc hơn mới được. Ê, bác Mèo, sao giờ bác mới tới? Làm tôi phải đi tìm thêm heo, rồi bị phạt là đến trễ. Xin lỗi, ta đã dặn rồi mà chuột không kêu ta vậy. Cháy rồi, cháy lớn quá rồi. Chạy mau bà con ơi, chạy mau đi. Kìa, Rồng Vàng, nhanh chân lên, chúng ta sắp về đích rồi. Dưới trần đang cháy lớn, cháu phải xuống giúp người dân. Bác cứ chạy trước đi. Ôi, là bác Mèo à?
thông báo mèo về đích thứ tư. Ừ, nhưng mà khoan đã, ngươi đâu có trong danh sách 12 con giáp đâu. Con mèo kia, ở đây đang tổ chức cuộc đua tuyển chọn 12 con giáp, ngươi đi đâu đây? Dạ thưa Ngọc Hoàng, thần có thiệp mời đây ạ. À, là chuột đã cố tình không kêu thần dậy nên thần mới trễ cuộc thi. Ôi, đến đi thi mà cũng cần người gọi đi thì buồn cười quá. Ngươi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Tạm thời mèo cứ ở yên vị trí thứ tư, đợi các con vật về đông đủ ta sẽ tính tiếp. Mưa rồi, có mưa rồi, chúng ta được cứu rồi. Không thể để Rồng Vàng chạy đến trước ta. Rắn lại giở trò thôi miên đây, mình không thể nhân nhượng với rắn mãi. Rắn, hãy luôn công bằng nào. Tức quá đi. Cuối cùng mình cũng về tới đích rồi. Chào mọi người. Rồng Vàng về đích thứ 5, xếp sau mèo. Ê rắn, xe ra chỗ khác. Lại là con ngựa non háo đá này. Xin chân tôi. Kìa nữa, ngươi chạy nhanh lắm mà, sao bây giờ nhích đi cũng không nổi vậy, thiệt đáng thương. Đồ rắn xấu xa. Ôi cha, còn sức chửi luôn à, sao ngươi không dành sức đó mà tự cứu lấy bản thân. À, mà thôi, ta thấy ngươi cứ bỏ cuộc đi thì tốt hơn. Chị ngựa ơi, chân chị sao vậy? Để em giúp chị đẩy cục đá ra. Đau quá. Em xin lỗi, em không có cố ý. Em vô dụng quá, không giúp gì được cho ai hết. Tảng đá này lớn quá, sức của em sợ khó lại chuyển nó được. Hay là em cứ chạy trước đi. Mẹ em đã dạy, thấy bạn bè gặp nạn nhất định phải tương trợ, em không bỏ rơi chị đâu. Cảm ơn em. Để em thử lại lần nữa nha. Chị ngựa, ráng chịu đau một chút, chứ không thể bị kẹt mãi như vậy. Thành công rồi, dê giỏi quá, chị cảm ơn em. May quá, em không giỏi đâu, chắc em gặp may thôi. Là em đã cứu chị, em đúng là một cậu dê có tình có nghĩa. Em đã không bỏ bạn lúc hoạn nạn. Dạ, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn em, nếu em không dừng lại cứu chị, có lẽ em đã về đích rồi. Em hãy chạy trước đi. Nếu mà chân chị không bị kẹt vào hốc đá thì không bao giờ em chạy thắng được chị. Đây là cuộc đua, chúng ta hãy thi đấu công bằng. Được, vậy chúng ta thi tiếp nào.
con thác này nước chảy xiết quá. Con khỉ à, có chừng đó. Hay là cậu bám vào bơi chung với tôi đi. Cậu cứ bơi qua trước đi, tôi đã có cách rồi. Anh gà cũng vừa tới hả? Vượt qua con thác này là gần đến đích rồi. Nè, cùng nhau cố lên. Ui, lo gì? Tôi được chị vịt chỉ cho mấy cách bơi lội. Con thác này tôi bơi qua dễ ợt. Các cậu cứ lo cho thân mình trước đi. Anh Khỉ thông minh quá à. Mình là gà biến tốt, không có gì phải lo. Nhìn kìa, hình như anh gà bơi không được tốt cho lắm á. Quý rồi, anh gà không biết bơi, bị nước cuốn rồi. Mau tìm cách cứu ảnh đi. Không biết bơi mà cứ bày đặt ra vẻ. Anh gà, nhanh bấm lấy khúc cây này. Không, không. Không sao rồi, không sao rồi. Cảm ơn khỉ và chó. Không có hai cậu, chắc là tôi đã rơi xuống vực thẳm rồi. Chuyện nên làm thôi, chúng tôi đâu thể thấy anh gặp nguy hiểm mà bỏ mặc được. Vậy mà trước đây tôi luôn tỏ thái độ kiêu căng, không xem hai cậu ra gì hết. Tôi thật sự xin lỗi, hai cậu mới tài giỏi hơn tôi nhiều. Chuyện đã qua rồi, coi như... Vậy là thứ tự 12 con giáp đã gần được trọn vẹn. Thiên Lôi, còn con vật nào chưa về đích hả? Dạ thưa Ngọc Hoàng, chỉ còn thỏ và heo thôi. Heo chậm chạp về trễ thì mình còn hiểu được, nhưng thỏ thông minh, nhanh nhẹn như vậy, sao giờ này vẫn còn chưa về đích? Hay là có bất trắc gì đã xảy ra với thỏ và heo không? Thiệt là lo quá đi. Vườn cà rốt nhìn tươi ngon quá. Quá cà rốt, quá trời cà rốt luôn. Anh heo, mình chưa xin phép chủ vườn, không ăn được đâu. Vườn cà rốt quá trời vậy, ăn vài củ có sao đâu. Không, cậu không ăn đi, đường đua còn dài lắm, ăn lấy sức. Không ăn thôi, tôi ăn, ngon quá. Cà rốt được trồng thẳng hàng và tươi tốt thế này, chắc chắn là có người chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Mình ăn mà chưa xin phép là không phải đâu anh heo. Cậu mới là dở hơi chứ. Nó ăn thì còn lý với chả lụn. Mang tôi ăn. Trời ơi anh heo ơi, anh ăn nhiều quá rồi, không thể che đậy được nữa. Vườn cà rốt nhìn là biết có người xâm phạm. Chuyện gì vậy nè? Cậu cà rốt biết mà. Trời ơi, đã bảo anh đừng có ăn rồi mà. Sợ chết đi được. Đáng đời con heo ham ăn. Chào tiên nữ, thì ra đây là vườn cà rốt của chị hả? Dạ, em chào chị. Chị tiên xinh đẹp thiệt. Ngươi có biết ta phải tốn nhiều công sức mới trồng được vườn cà rốt không? Vậy mà ngươi coi, ngươi đang biết bao nhiêu của ta rồi. Vườn còn quá trời nhiều mà. Lại đổ nước. Chị tiên ơi, em biết lỗi rồi, em sai rồi, tha cho em đi mà. Vì ngươi đã ăn mấy củ cà rốt ở vườn ta, ngươi phải làm cho ta một việc thì ta sẽ tha cho. Được, việc gì cũng được. Chị kêu cái củ cà rốt nó dừng lại đây. Anh heo không sao chứ? Đau quá, hồi nãy nghe lời cậu không ăn thì tốt rồi. Chị tiên nữ ơi, chỉ cần em làm việc gì em sẵn sàng, đừng cho cà rốt đánh em nữa nghe. Ta mãi làm vườn nên lỡ đánh mất cây trăm quý do Dương Mẫu tặng. Người giúp ta tìm lại cây trăm thì ta sẽ tha cho đi. Trời ơi, cây vườn lớn vậy tìm chừng nào mới ra, cây trăm bé tẹo đi trời ơi. Thỏ ơi, giúp tôi với. Thỏ trắng, chị biết em không có ăn cà rốt nên em không cần phải ở lại đây, mà hoàn thành cuộc thi của mình đi. Em sẽ ở lại giúp anh heo, em sẽ tìm ra cây trăm cho chị.
Gần phải chạy đua. Nhanh lên anh heo, anh không nhớ do anh chậm chạp mà anh rồng vàng bị phạt sao? Dạ thưa Ngọc Hoàng, các con vật đã về đích đủ rồi. Nhưng bây giờ có tới 13 con vật, ta biết bỏ bớt ai đây? Dạ, Hằng Nga xin cúi chào Ngọc Hoàng. Hằng Nga, người đến tìm ta có việc gì không? Thưa Ngọc Hoàng, cung quảng rộng lớn mà chỉ có một mình thần trông coi, nên buồn tẻ vô cùng. Mong người ban cho thần một con vật để có thể bầu bạn, phụ giúp cung thần. Vậy một con vật sẽ ở lại cung quản với tiên nữ Hằng Nga. Nếu ở lại cung quản chắc không cần phải làm việc nhiều. Dạ, thần xin ở lại với tiên nữ Hằng Nga. Thưa Ngọc Hoàng, ở cung quản cũng có nhiều việc phải làm, heo chậm chạp không làm được đâu. Thần thấy thỏ trắng thông minh, nhanh nhẹn, rất hợp với việc này. Vậy thỏ trắng ý... Ngày xưa ở một vùng đất nọ có hai mẹ con nhà kia, tuy làm lụng chăm chỉ mà vẫn không đủ ăn, bởi tên lãnh chúa coi quản vùng đất của họ là một tên tham lam và độc ác, luôn tìm mọi cách để chèn ép người dân ở đây. Nắng quá đi mất. Mẹ, mẹ nghỉ tay uống nước một lát đi. Cảm ơn con, hôm nay trời nắng quá. Con thấy lúa mì không được to và nặng hạt như mọi khi mẹ ơi. Đúng rồi, năm nay lại mất mùa, sâu bệnh phá hại liên miên. Rồi đây chúng ta biết lấy đâu ra lúa mì để nộp đủ cho lão lãnh chúa đây. Mọi người đang gặt lúa mì sao? Dạ thưa lãnh chúa, năm nay mất mùa, chúng tôi không thể nộp đủ số thuế. Lại mất mùa? Năm nào cũng đưa chuyện mất mùa ra để dọa ta. Các ngươi lười biếng nên kiếm cớ thì có. Nếu ngày mốt mà không nộp đủ thuế thì ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đất này và siết hết tài sản của các ngươi. Trời ơi, chúng ta làm sao xoay đủ tiền nộp thuế đây? Mẹ ơi, con mới dắt sữa bò, mẹ uống một ít cho đỡ mệt nha mẹ. Ừ, con để đó cho mẹ. Nhà mình lấy hết tiền hả mẹ? Đúng rồi, tuần trước có hai con gà mái cũng bán luôn để mua đồ ăn rồi. Bây giờ chỉ còn có con bò. Xin mẹ đừng bán nó. Nó còn có thể cho sữa mỗi ngày để chúng ta đỡ đói. Giờ chúng ta chẳng còn tiền mua thức ăn nữa. Mẹ biết con cũng yêu quý con bò như mẹ yêu quý nó. Nhưng nhà mình chẳng còn gì đáng giá để mua đồ ăn. Ngày mốt còn phải nộp thuế cho lãnh chúa. Vậy thì chúng ta có thể cũng chết đói và chẳng còn nhà để ở nữa, phải không mẹ? Mẹ không nghĩ được nhiều như vậy đâu Jack à. Chúng ta chỉ có thể tới đâu lo tới đó thôi. Mẹ đã quyết rồi, ngày mai con bán con bò đi cho mẹ. Xin lỗi mày, nhưng tao không thể làm gì khác. Trời sắp mưa rồi, để tao đưa mày vô chuồng, không thôi ướt. Con gái ơi! Cha! Con chồng! Cha! Hôm qua mưa lớn, chắc là hôm nay sẽ mát mẻ lắm đây. Tao đã chăn mày mấy năm rồi, thiệt là không nỡ bán mày đi. Nhưng biết làm sao được. Ôi! Đau quá! Trời ơi,
làm sao ta trở về được? Ôi, cái thân già của ta! Nhảy kia! Nhảy lên kia! Dám chặn ngựa của ta! Ông định cho ngựa dẫm lên một đứa nhỏ vô tội hay sao? Ta đang vội, chứ nếu không ta không tha cho các ngươi đâu. Sao em lang thang ở đây? Em có sao không? Em đói quá anh Chắc ơi. Em nín đi, ba mẹ em đâu? Mẹ em đang đi xây bột, còn ba em ra chợ bán đồ để kiếm đủ tiền đóng thuế cho lãnh chúa. Nhà em đã hai ngày nay không có gì để ăn rồi. Em muốn đỡ đi nè. Cảm ơn anh. Có lẽ cậu bé sẽ giúp được ta chăng? Nào, ta ra chợ bán bò và tìm cha cho em, được không? Ôi, một con bò đẹp nhất từ trước tới nay ta từng thấy. Cảm ơn ông. Sữa của nó cũng ngon lắm ạ. Ta tin là thế. Thế hai cậu đang đưa con bò đi đâu vậy? Cháu đem nó ra chợ bán. Thật đáng tiếc. Một con bò tốt như vậy chỉ có thể bán lấy tiền. Nếu không bán lấy tiền thì có thể làm gì khác hả ông? Hãy bán cho ta. Vậy ông trả cháu bao nhiêu? Bằng cái này. Ông muốn trả bằng đậu hả? Đây là những hạt đậu thần. Dạ sao? Đậu thần? Đúng vậy. Nó sẽ đem lại cho cậu những kho báu lớn lao. Như vậy không hơn là một vài đồng tiền vàng sao? Cháu không biết nữa. Ông nói cũng đúng. Nhưng sao cháu biết được nó có hiệu quả không? Có thể nó là loại đậu cho thật nhiều trái ngon anh Sắc ạ. Như thế anh có thể bán đậu quanh năm để có tiền mà không sợ mất mùa. Em từng nghe cha em nói như vậy á. Thật sao thưa ông? Chà, cũng có thể hiểu như thế. Jack, đậu này thật là tươi tốt mà không phải chăm sóc nhiều. Dạ đúng vậy mẹ. Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Được, cháu sẽ đổi bò lấy túi đậu này. Hy vọng nó sẽ có phép thần như ông nói. Rồi cháu sẽ thấy. Chắc là mẹ anh sẽ vui lắm. Anh cũng hy vọng như vậy. Chỉ có vài hạt như vậy, không biết sẽ lên được mấy cây. Cũng có thể nó sẽ lên một cây đậu khổng lồ với đầy đậu to. Chắc giờ này cha mẹ em về rồi. Em về nhà đây. Cảm ơn anh Sắc nha. Lúc nào có đậu anh sẽ đem qua cho em. Đừng có đi khỏi nhà nữa nha. Chào bác Rin ạ. Mẹ ơi, xem con bán bò được gì nè. Con bán được bò rồi hả? Mẹ cứ lo không biết con có bán được không. Họ trả nhiêu tiền? Dạ đây. Cái gì đây? Người đổi bò cho con nói á, đây là hạt đậu thần đó mẹ. Chúng ta có thể trồng nhiều đậu, màng bán lấy nhiều tiền hơn. Trời ạ, con bị lừa rồi. Mấy hạt đậu này làm được gì chứ? Lãnh chúa sẽ tới nhà chúng ta để tịch thu tất cả, thì làm gì còn chỗ nào cho chúng ta trồng đậu? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con chỉ nghĩ bán đậu sẽ giúp chúng ta có tiền lâu dài hơn bán một con bò lấy vài đồng. Thôi, chuyện cũng đã rồi. Giờ đành bụng đói mà đi ngủ thôi. Còn lãnh chúa thì sao thưa mẹ? Thì đợi ngày mai sẽ tính tiếp. Bánh của ta đâu? Kem sô-cô-la của ta đâu?
ngươi làm cái gì mà lê mê vậy hả? Nếu ngươi không làm nhanh hơn thì ta sẽ giam ngươi lại mãi mãi. Cha ơi, giờ cha ở đâu? Con là tiên mà phải làm người hầu cho tên khổng lồ độc ác này. Con sẽ cố gắng nhịn hắn, đi tìm lại đũa thần và đi tìm cha. Đi dắt sữa bò thôi. À, mà hôm qua đã bán con bò rồi. À, đói bụng quá. Từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì hết. Mình cứ vào trong xin chút gì bỏ bụng coi sao. Jack ơi! Jack ơi! Thật khủng khiếp! Cây gì thế này? Jack ơi! Lãnh chúa! Mau đóng tiền thuế! Tôi... Thưa lãnh chúa, xin hãy cho tôi thêm 3 ngày. À thôi, 1 ngày cũng được. Con trai ngươi hôm qua dám chọc giận ta, ta chưa bắt ngươi đóng tiền phạt là may lắm rồi. Xin lãnh chúa hãy rộng lòng tha thứ cho con trai tôi còn nhỏ dại. Tiền thuế chỉ 1 ngày thôi, tôi sẽ trả đủ. Người đâu, bắt bà ta cùng những kẻ không đóng tiền thuế khác giam lại cho ta. Lại có chó dữ vậy? Tha cho tôi, tha cho tôi. Có ai cứu tôi không? Mày thích ăn đậu sao? Nơi này thật là to lớn. Cuốn cưng của ta. Ai thế này? Đừng sợ, cậu là ai? Sao lại đến được đây? Hãy bọn trốn thuế này về lâu đài, cho chúng làm nô lệ đến khi nào chúng trả hết nợ thì thôi. Không thu được vàng, nhưng ta cũng có được một đám nô lệ. Ta sẽ dắt kiệt sức của chúng để bù lại số vàng kia. Vậy là nhờ cây đậu thần mà tôi lên đến đây được. Vậy là cha ta đã đưa đậu thần cho cậu lên đến đây. Hả? Cha cô? Đúng vậy, cha ta là chủ lâu đài này, nơi đây cai quản những đồ vật phép thuật của các tiên. Nhưng tên khổng lồ nọ đã tấn công bất ngờ và khiến cha ta rơi xuống trần gian. Nghe cậu kể thì cha ta đã bị mất hết phép thuật và không thể quay lại đây được nữa. Đậu thần chính là của cha ta. Có việc gì tôi có thể giúp cho cô không? Ta không biết nữa. Bây giờ ta phải tìm được cây đũa thần bị gã khổng lồ cướp mất thì sẽ tìm được cách. Nhưng cô không biết gã khổng lồ cất ở đâu sao? Tên khổng lồ về rồi. Cậu phải mau trốn đi. Nếu hắn bắt được cậu thì... Tôi không dám nghĩ tới điều đó. Vậy tôi biết trốn ở đâu đây? Đồ ăn trưa của ta đâu? Có mùi con người à? Làm gì có ai? Ngươi nghe lầm rồi, chẳng có ai ở đây hết. Vậy còn cái này,
đang làm thử món bánh mới, có trộn thịt heo nướng trong đó. Có lẽ ngươi đã ngửi nhầm mùi rồi. Được, đem lên ta ăn xem. Bất cứ thứ gì có thịt nướng ta đều thích. Suýt nữa thì... Cậu ở đây ăn bánh đi. Tôi phải đem bữa trưa lên cho hắn. Sau khi hắn ngủ say, cậu có thể đi khỏi đây. Hắn sẽ không biết gì đâu. Những đồng tiền vàng xinh đẹp của ta, kho báu của ta. Nếu có thể đem được một vài đồng về thì có lẽ tên lãnh chúa sẽ để yên cho mẹ con mình. Cậu muốn chết hay sao mà vào đây? Hắn không còn tỉnh táo nữa, cậu mau trở về nhà đi. Đi đi. Ta không thể để cho cô tiên biết, nếu không cô ấy sẽ bị giả lây. Nhưng ta cần một ít đồng vàng để cứu mẹ và những người hàng xóm nghèo đói. Chỉ một đồng tiền là đủ, hắn sẽ không biết đâu. Không biết tên khổng lồ đang ngồi ở phòng nào. Sao mình tìm mãi vẫn chưa thấy hắn? 1001, 1005. Cơ hội của mình đây rồi. Chắc chừng này là đủ rồi. Chết rồi, nặng quá làm sao ta vác về được đây. Tham lam là mất mạng. Không được, ta phải bỏ lại thôi. Trời, thế là mất tôi công sức. Hay quá, cảm ơn mày nha. Mày đúng là một chú chó thông minh. Cảm ơn mày. Tao phải trở về nhà đây. Nhưng tao sẽ trở lại và mang thêm đậu cho mày ăn nha. Mẹ ta mà thấy số vàng này chắc sẽ mừng lắm. Mẹ ơi, con đã về rồi đây. Anh Trác, anh về rồi. Lãnh chúa đã bắt mọi người trong làng làm nô lệ cho đến khi nào có tiền đóng thuế cho hắn. Cha em cũng bị bắt rồi. Thật là một kẻ độc ác. Nhưng anh đã có tiền rồi, chúng ta mau đi chuộc mọi người ra. Đèn đóm đâu rồi? Sao lại tối như vậy? Những đồng tiền vàng của ta, có kẻ đã ăn trộm những đồng tiền vàng của ta. Chắc là cậu bé Chắc đi mà. Ai mà dám vào đây ăn trộm kia chứ? Ông xem, chính ông ngủ quên rồi hất những đồng tiền vàng xuống. Chúng chỉ bị lăn ra đó thôi. Hay chính cô đã trộm của ta. Tôi không hề vào đây sau khi bê đồ ăn cho ông. Với lại, ông quên tôi là tiên hả? Tôi đâu có cần chúng. Tốt nhất là đừng để ta biết có kẻ trộm nào. Thì ra là tên quắt con sáng hôm qua đây mà.
Ngươi tới đây làm gì? Mẹ ngươi không đóng thuế đã bị tống giam rồi. Ngươi muốn đến thay mẹ ngươi sao? Ta đến để đóng thuế. Tới 5 đồng tiền vàng lần đó. Vậy thì ta sẽ trả hết cho những người chưa đóng thuế. Ghê gớm thật. Ngươi sẽ lấy tiền ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống chắc. Ông cứ nói xem hết bao nhiêu. Tự nhiên mà nó tự tin hỏi tiền như vậy, chắc chắn là có âm mưu gì đây. Nếu ngươi trả được số tiền bằng đúng 2 con bò này thì ta sẽ thả hết. Ông phải đưa mẹ tôi và mọi người ra đây làm giấy tờ cam kết thì tôi mới đưa tiền. Được lắm, để xem. Jake, con làm gì ở đây? Mẹ, nếu tôi giao số tiền bằng đúng 2 con bò này thì ông phải thả tất cả họ ra. Được, nếu không ngươi và đám người kia sẽ phải làm nô lệ cho ta suốt đời. Ở đâu mà ngươi có những đồng tiền vàng khổng lồ này? Đương nhiên là ở trên trời rơi xuống rồi. Có phải là vàng thật không? Sao? Ông phải giữ lời hứa, thả chúng tôi đó. Giao ước đã ký rồi. Được, được. Cút hết đi, cút hết đi. Đúng là vàng thật. Cảm ơn chị Rin và cháu Jack. Tôi tưởng đâu... Anh Jack thật dũng cảm. Cũng may mắn mà thôi. Cùng là hàng xóm cả, chúng ta phải giúp đỡ nhau chứ. Dạ, mẹ cháu nói phải đó. Tiếc là cháu không thể mang theo nhiều vàng hơn để giúp mọi người mua thức ăn. Thức ăn thì có thể kiếm sao, miễn là chúng ta đã an toàn thoát ra. Dạ, để ngày mai con trở lên cây đậu xem còn có thể kiếm được những đồng vàng nữa không. Chú nghĩ là không nên đâu Jack à. Chúng ta đều biết người khổng lồ đáng sợ như thế nào mà. Mẹ không cho phép con đi đâu. Một lần con thoát được là do may mắn thôi. Hãy nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu con bị phát hiện. Hay gã khổng lồ phát hiện cây đậu mà xuống đây thì sao? Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy, con không thể bỏ mặc họ. Ngày mai con sẽ lên cây đậu. Phải cẩn thận đó. Nếu sức mất miếng nào, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Bọn dân đen này tìm được ở đâu ra những đồng tiền vàng to quá khổ như vậy? Chắc chắn là bọn chúng sẽ còn nữa. Ta phải lấy cho hết mới được. Con không hiểu sao? Chúng ta đã an toàn rồi. Con không được đến lâu đài của người khổng lồ nữa. Nếu ông ta tức giận lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng còn cô Tiên và cha cô ấy? Mẹ cháu nói đúng đó Jack à. Cô ấy là Tiên mà. Họ có phép thuật, chắc chắn sẽ tự lo được. Chúng ta lo tên lãnh chúa ấy còn chưa xong, sao có thể can thiệp vào chuyện khác được nữa. Mình phải quay lại đó xem cô Tiên có ổn hay không thôi, rồi sẽ trở về thật mau. Mẹ mình không biết được đâu. Ta đem vài trái đậu làm quà cho chú chó mới được. Mày đi rồi. Cậu ấy lại đây ư? Cô Tiên, cô có sao không? Trời ạ, cậu ấy lại đây rất là nguy hiểm đó. Tên khổng lồ đã nghi ngờ có người trộm vàng của hắn rồi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nên tôi muốn quay lại cứu cô. Cứu tôi? Cậu định làm thế nào? Phải, cậu đoán đúng rồi đó. Hắn ta rất giận dữ khi thấy những đồng vàng bị bỏ lại dưới cửa sổ. Nhưng hắn chỉ mới nghi ngờ thôi. Hay là cô theo tôi xuống cây đậu đi tìm cha cô? Nếu như không tìm được đũa phép á, thì tôi xuống tìm cha tôi cũng vô ích thôi.
Chẳng may tên khổng lồ biết được và theo tôi xuống cây đậu, thì toàn bộ vùng đất của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta phải tìm đũa thần trước sao? Đúng vậy, tôi phải tìm đũa phép lúc tên khổng lồ chưa về. Lần trước tôi thấy có một căn phòng bị che kín ở phía trên kia. Có thể là nó ở đó đó. Thôi rồi, vậy là hắn để ở chỗ cây đàn. Cây đàn? Cây đàn nào? Tên khổng lồ đã về. Ngươi định đi đâu vậy hả? Lần này ta nghe rõ có mùi con người. Ngươi mau giao con người đó ra đây. Chắc chắn nó đã trộm vàng của ta. Ông nghe nhầm rồi. Chẳng có con người nào ở đây hết. Tôi đã nói là không có con người mà. Ông nghe lầm rồi. Đem rượu tới phòng ăn cho ta. Chắc, chắc cậu đâu rồi? Nhanh lên, ta đang cắt khô cổ đây. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Giỏi lắm. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Thật là một báu vật hiếm có. Ngươi còn không mau vào bếp đi. Ở đây không cần ngươi nữa. Chắc ơi, cậu đang ở đâu? Khi nào thì mình mới ra khỏi đây được? Thằng Jack chắc lại leo lên cây đậu rồi. Thiệt khổ quá. Các ngươi mau ra đây nghe ta thông báo. Ta cho các ngươi 3 ngày. Mỗi ngày phải nộp 5 đồng tiền vàng thuế đất. Nếu không thì các ngươi phải dọn đi khỏi đây cho ta. Thưa ngài, sao lại đột ngột như vậy chứ? Ta quyết định từ nay tăng thêm thuế đất, vì ngân khố đã cạn. Quân lính của ta cũng cần được trả lương để bảo vệ các người chứ. Thưa ngài, chúng tôi cũng đã làm hết sức, nộp hết những gì chúng tôi có cho ngài. Giờ chúng tôi chẳng còn thứ gì để ăn. Đó là vì các ngươi lười biếng, sử dụng đất của ta mà chẳng làm được gì, khiến cho trồng trọt khó khăn. Ta phải ra thuế đất để các ngươi chăm chỉ hơn mới được. Sao có thể như vậy được? Đó là quá đáng mà. Tiền đâu mà chúng tôi làm chứ? Các ngươi có vàng để đóng thuế lúa mì thì rõ ràng các ngươi còn có thể đóng thuế đất. Ta đã nhân nhượng với các ngươi nhiều lắm rồi. Bây giờ thì đem vàng ra đây, hoặc là biến khỏi đất của ta. Sao cái cây này lại mọc được ở đây? Chiếm đất của ta. Người đâu, mau chặt đi. Xin đừng. Mình ngủ quên mất. Đến lúc mình phải trốn rồi. Cửa sổ không đi được rồi. Mày đừng đi theo tao. Tên khổng lồ biết được sẽ rắc rối lắm đó. Mày làm vậy thì tao sẽ chết mất. Mày nhất quyết đi theo tao sao? Thôi được rồi, tao sẽ đem mày đi cùng vậy. Ngỗng của ta, ngỗng của ta. Hả? Cậu định lấy con ngỗng đi sao? Tên khổng lồ sẽ nổi điên lên mất. Tôi không định lấy, nhưng con ngỗng cứ đòi theo tôi à. Cậu hãy đưa con ngỗng cho tôi và trở về nhà đi. Đừng trở lại đây nữa, nguy hiểm lắm. Con ngỗng của ta đâu? Hắn thức rồi, cậu mau đi nhanh đi. Đi đi.
Mi, chính là Mi trộm con ngỗng và những đồng tiền vàng của ta. Tôi không có. Mi còn chối không? Mau đem trả vàng và con ngỗng của ta ra đây. Mau chặt cái cây đậu này cho ta. Bất cứ thứ gì ta không cho phép trên đất của ta đều phải nhổ bỏ. Xin lãnh chúa thương tình để cái cây này lại. Nó là do tự nhiên mọc lên. Chúng tôi cho là điềm lạ, không dám đụng vào. Xin hãy để chúng tôi cầu nguyện qua một đêm, ngày mai sẽ chặt đi ạ. Ta không cần biết. Mau chặt cái cây này đi. Ai như gã lãnh chúa? Sao gã lại ở đây? Thôi rồi, lão ta định đốn cây đây mà. Kẻ nào dám ném ta vậy? Người đánh hả? Để cây đậu nó lại đi. Mau về thôi. Các người nhớ đóng thuế đất cho ta đó. Cái quái gì vậy hả? Ông lãnh chúa, là một con ngỗng thôi ạ. Hôm nay đúng là đen đuổi. Đem con ngỗng này về nướng ngay cho ta. Mẹ biết ngay là con lại lên cây đậu mà. Suýt nữa thì lãnh chúa đã chặt cái cây rồi đó, con có biết không? Mẹ, con biết rồi. Mẹ có thấy con ngỗng nào bay xuống đây không? Mẹ không thấy. Nhưng con có nghe mẹ nói không? Ngày mai chặt cây đậu đi. Và đừng có nghĩ tới việc trở lại lâu đài của người khổng lồ hay là chọc giận lãnh chúa nữa. Có dấu chân ngựa và lông ngỗng vương vãi ở đây. Vậy là có khi con ngỗng bị lãnh chúa bắt mất rồi. Trời sắp tối rồi, con còn đi đâu? Con đi tìm con ngỗng. Mẹ đừng lo, con sẽ về ngay. Những chiếc lông ngỗng chỉ hướng mình đến đây. Không biết có đúng là lãnh chúa đã bắt được con ngỗng không nữa. Này ông kia, đi đâu? Tôi giao thêm rơm cho đầu bếp. Nghe nói hôm nay sẽ làm món ngỗng quay cho lãnh chúa. Ta có nghe chuyện này rồi, nhưng mà cũng phải kiểm tra đã. Hành nương thơm lừng. Con ngỗng kia rồi. Yên nào, ta đến để cứu mày. Mình biết đi đường nào bây giờ? Phải bắt nó cho ta. Thưa lãnh chúa, chúng ta sẽ gây chiến thiệt sao? Ngươi là lính mà sợ cái gì? Ta làm như vậy để bọn dân đen nộp thêm thuế đất cho chúng ta. Cứ bắt hết bọn chúng nếu cần. 10 phút nữa mà món ngỗng quay không ở trên bàn thì ta xử tội tên đầu bếp này ngay. Suýt chút nữa thì... Rơm mới đã đến rồi, tôi cam đoan. Tốt nhất là rơm khô và sạch sẽ hơn lần trước nha. Nào, mời ông ra xem. Mày phải im lặng, chúng ta mới rời khỏi đây được.
mùi gì mà khét quá vậy? Dạ thưa lãnh chúa, hình như là bữa tối của ngài. Bao giờ mới trả tiền cho mình đây chứ? Tiền rơm của ông đây. Chưa thể đi xa được đâu. Ta vừa nghe thấy tiếng gì phải không? Này cho ta, chắc chắn là chúng đang ở đây. Lão là ai? Sao lại đi lang thang ở đây? Tôi không có nhà, chỉ có mỗi con bò này làm bạn đi khắp nơi. Lão có thấy kẻ nào ôm con ngỗng đi ngang qua đây không? Làm gì có ai? Tôi không thấy ai hết á. Phải vậy không? Dạ thưa ngài, từ nãy giờ không thấy ai hết. Có lẽ chúng ta nhầm rồi. Cậu ra được rồi đó. Dạ cháu cảm ơn ông. Mày dám trộm đồ của ta? Mày muốn tìm đồ phép của mày đúng không? Ta đã quá nhân nhượng với mi rồi. Ta sẽ giam mi ở đây mãi mãi. Đừng mong có thể lấy lại được lâu đài. Vậy là tên khổng lồ đi cướp những bảo vật từ khắp nơi. Thiệt là. Thưa ông, vậy làm sao cứu được cô tiên? Hiện tại thì con ta vẫn an toàn. Hắn không thể đuổi con ta ra khỏi nhà vì cây đàn hạt. Cây đàn hạt? Đúng vậy. Cây đàn hạt là thứ bảo vệ lâu đài và phục hồi những đổ nát, giúp cây cối mọc tươi tốt. Nhưng... cây đàn hạt được để trên tháp cao nhất của lâu đài với rất nhiều bùa phép bảo vệ mà chỉ có đũa phép của con gái ta mới mở được. Chiếc đàn đó không thể đem ra khỏi lâu đài. Nếu không cả lâu đài sẽ bị phá hủy. Và nó chỉ tuân lệnh những ai cư ngụ trong lâu đài mà thôi. Ông không muốn trở về nhà sao? Không có cách nào à? Muốn chứ, nhưng chỉ có một cách. Ngỗng ơi, ngỗng ơi, hãy đẻ trứng vàng cho ta. Thật là thần kỳ. Mẹ thấy không? Giờ chúng ta có thể trả được thuế đất và giúp mọi người trong làng nữa. Mẹ nói vậy không phải là khuyến khích con trộm đồ đâu. Trộm cắp là một việc rất xấu. Nhưng con ngỗng tự ý đi theo con mà. Ngươi đừng có mà đồng ý với nó. Lấy những thứ không phải là của mình, dù với mục đích nào thì cũng là sai. Nhưng tên khổng lồ đó độc ác lắm mẹ ơi. Giả lại á, con ngỗng này cũng đâu phải của hắn. Hắn đã cướp của người khác mà. Đó,
Chưa kể đến những nguy hiểm mà con gặp phải khi gặp gã khổng lồ. Nếu hắn đã cướp của người khác mà con còn cướp của hắn thì con có khác gì hắn đâu. Dạ, mẹ nói đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ trả lại con ngỗng và mớ trứng vàng này sao? Còn lãnh chúa thì sao? Mọi người sẽ mất đất và nhà. Mẹ ơi, con đã nói chuyện với ông Tiên. Ông ấy hứa sẽ trả lại con ngỗng cho chủ của nó nếu ông ấy được trở về nhà. Chúng ta hãy mượn đỡ con ngỗng lần này thôi, để giúp mọi người, rồi chúng ta sẽ trả lại. Dù sao thì nó cũng sẽ không thể trở về với gã khổng lồ được. Thôi được, chúng ta sẽ nhờ con ngỗng lần này. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ không ăn trộm nữa. Dạ, con hứa với mẹ. Các người mau nộp thuế đi, nếu không thì đi khỏi đây ngay. Ủa thưa ngài, chỉ mới 2 ngày thôi mà ngài đã tới đòi, hạn là 3 ngày kia mà. Chà, người dám cãi ta sao? Hôm nay hay là ngày mai thì có khác gì chứ? Nếu như có tiền thì hãy trả đi, còn không thì mau dọn đi. Thưa ngài, xin hãy tha cho con tôi nhỏ dại. Xin ngài cho chúng tôi 1 ngày nữa để kiếm cho đủ ạ. Ta nhịn thằng nhóc này mấy lần rồi. Hôm nay ta chưa đuổi bọn dân làng đi, nhưng ta sẽ đuổi hai mẹ con ngươi trước. Xin đừng. Ông không thể đuổi chúng tôi được. Tôi muốn mua lại đất này. Mua lại đất này hả? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Như vậy đã đủ chưa? Một quả trứng vàng á, chỉ đủ trả thuế đất của vài người thôi nhóc à. Ngươi cần 10 lần như vậy mới có thể mua hết đất của ta. Hả? Ngài nói thật sao? Tôi đưa 10 lần quả trứng này ra thì ngài có hứa bán đất cho chúng tôi không? Ngươi có thể có 10 quả trứng vàng này nữa sao? Nhưng ngài có hứa không? Ta làm giao ước đi. Nhưng làm sao ta biết ngươi có 10 quả trứng vàng hay không? Ngươi hãy đem ra đây cho ta xem. Không được. Nếu vậy ngài đổi ý, muốn đòi nhiều hơn thì sao? Ngài nghĩ xem, tôi chưa từng lừa ngài. Lần trước tôi cũng đã giữ lời hứa rồi. Được, vậy hãy làm giao ước đi. Hey, ông phải cho tôi xem giao ước trước đã. Mẹ cứ tin con. Vậy là xong. Chúng tôi có quyền giữ đất và nhà của chúng tôi mà không cần đóng thuế cho ngài nữa đúng không? Đúng vậy. Từ nay các người không cần nộp thuế cho ta nữa. Nhưng ta cũng không cần bảo vệ các người khỏi bất cứ thế lực nào nữa. Ông định làm gì? Ta muốn lấy hết số trứng vàng còn lại. Mau đem ra đây. Ông nói gì vậy? Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Thì bây giờ ta không còn bảo vệ các ngươi nữa, mà ta sẽ chiếm đánh các ngươi. Ông thật là gian xảo. Người đâu, lục soát nhà đó cho ta. Ông không được làm như vậy. Ngăn cản ta hả? Dựa vào ngươi sao? Dựa vào chúng tôi. Các ngươi, các ngươi. Ông nói bảo vệ chúng tôi, nhưng thực ra luôn áp bức chúng tôi, không cho chúng tôi một ngày yên ổn làm ăn. Nay chúng tôi đã mua đất của ông rồi thì ông hãy xéo đi. Chúng tôi sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ đất đai của chúng tôi. Các người hãy chờ đó. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con cháu. Có gì đâu, nhờ có mẹ con cậu mà chúng ta sở hữu đất đai của chúng ta rồi, không còn phải lo gì nữa. Nhưng rồi lãnh chúa sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng, phải không mọi người? Đúng, đúng vậy, đâu có được vậy. Đâu có để vậy hoài được. Con đừng nghĩ tới chuyện leo lên cây đậu nữa. Ngày mai phải chặt nó cho mẹ. Con đã hứa rồi đó. Dạ con nhớ rồi. Tao có thể nghe thấy tiếng lão khổng lồ quát tháo. Tao lo cho cô Tiên quá à. Không được, ta phải tới đó cứu cô Tiên. Cô ấy đã giúp ta nhiều lần. Jack!
chết. Về đi con, nguy hiểm lắm. Chết. Con không thể bỏ mặc cô Tiên được. Con xin lỗi mẹ, con sẽ về sớm. Bọn này không thể tự nhiên mà có được những đồng tiền vàng thật lớn và những quả trứng vàng như thế này. Chắc chắn là chúng đã đào được kho báu rồi. Phải rồi, hình như tất cả thay đổi từ khi có cây đậu đó. Chẳng lẽ bọn chúng tìm được kho báu ở trên trời sao? Nếu vậy ta phải sở hữu cây đậu đó và moi cho bằng hết kho báu của bọn chúng. Người đâu? Mau tập hợp quân đội và binh sĩ. Chúng ta sẽ tiến đánh bọn nông dân đó trong đêm. Thưa lãnh chúa, nhưng không phải người đã bán đất cho bọn chúng rồi sao? Ngươi thì biết cái gì? Bọn chúng tưởng có thể che giấu kho báu khỏi mắt của ta sao? Nhanh lên, tập hợp binh lính. Chúng ta sẽ chiếm lại đất đai. Ta sẽ có tất cả. Khoảng 2 ngày nữa, cây đàn phải được đem xuống lau chùi và lên dây lại. Đó là lúc duy nhất cậu có thể tìm được cây đũa phép của con gái ta. Cô Tiên đâu rồi? Cô ấy có sao không? Mau lên, chúng ta đi cứu cổ thôi. Gã khổng lồ đâu rồi? Cô Tiên, chắc là Jack phải không? Cô có sao không? Jack, sao cậu lại quay trở lại? Tên khổng lồ đang ở trong lâu đài đó. Tôi rất lo cho cô. Tên khổng lồ gây sấm sét mấy ngày nay. Im lại, không phụ nữa. Tôi nghĩ gã khổng lồ đang đi lấy cây đàn. Đúng vậy, hôm nay là ngày phải lau chùi cây đàn. Nhưng phải có đũa phép của tôi á, thì hắn mới mở được khóa bảo vệ của cây đàn. Vậy là hắn đang đi lấy cây đũa thần. Tôi sẽ đi theo lấy lại cây. Ngươi là một báo vật canh nhà hay nhất trên đời. Sau khi lau chùi xong, ngươi sẽ chỉ nhận ta làm chủ nhân. Và ta sẽ không cần con bé Tiên lẫn cái đũa phép của nó nữa. Hãy tấu nhạc lên cho ta. Thế là từ nay ta đã sở hữu lâu đài báo vật. Ôi chào, khúc nhạc làm ta thấy thoải mái quá. Có lẽ ta sẽ đánh một giấc trước đã. Không thể ngủ lúc này được, cô Tiên sẽ nguy mất. Bây giờ ta sẽ leo lên túi của hắn để lấy đũa thần. Mày hãy chờ đón lấy cây đũa thần, nghe chưa? Khi nào ta kéo dây thì mày kéo ta ra nha. Mình sẽ lấy được đũa phép. Nếu không cô Tiên sẽ gặp nguy hiểm mất. Không ngờ trong này tối quá à. Mình làm sao tìm được đũa phép đây? Mày dám trộm đũa thần của ta! Ah!
mi đang trộm vàng và con ngỗng thần của ta đúng không? Đúng là ta đây. Và ta sẽ lấy luôn cây đàn này của ngươi. Để xem ta sẽ bắt được mi. Em lấy được đũa phép rồi. Còn sắt đâu? Em mau chỉ đũa phép vào ổ khóa để chị đọc thần chú. Nào làm lại. Đường cung rồi bắt con. Hôm nay ngươi sẽ trả giá cho đám trộm đồ của ta. Đó không phải là đồ của mi. Mi cũng ăn trộm chúng thôi. Cả lâu đài này mi cũng đã trộm của cha con cô tiên. Chúng ta phải tấn công bọn chúng bất ngờ, lấy đi hết những kho báu lẽ ra phải là của ta. Chúng dám dùng kho báu của ta để mua đất của ta, phải trị tội bọn chúng mới được. Lên đường. Ôi không, cây đàn bị đem ra khỏi lâu đài rồi. Ta phải nhanh thoát khỏi đây trước khi nó đổ sập. Umbala, cửa mà mở ra. Umbala. Cô tiên! Chính mi đã gây ra. Cây đàn của ta mi ở đâu? Tôi ở đây chủ nhân. Tôi ở đây. Ta có linh cảm không hay. Lẽ nào chị Riêng, Tình lãnh chúa đang xu quân đến đánh chúng ta. Mau chuẩn bị. Sao? Jack, con có sao không? Mẹ lo cho con quá. Mau lên, chặt cây đậu đi. Trái cười, bọn người lãnh chúa sắp đến rồi. Chúng ta không có thời gian chặt cây giúp cháu đâu. Ta sẽ bắt mi phải trả giá. Mau lên, chặt cây đậu đi. Mau chặt cây đậu đi. Tên khổng lồ sắp xuống tới rồi. Mẹ ơi, xem kìa. Con sợ quá. Dừng lại. Cô tiên, tôi biết chú chó sẽ mang đũa thần tới kịp cho cô mà. May mà chú chó đã giải thoát kịp thời cho tôi. Có đũa phép nên tôi đã phục hồi đầy đủ, tạo lá chắn để chúng tôi an toàn. Vậy là chú chó vẫn còn sống và đang canh nhà. Tôi sợ đem súng sẽ làm mọi người kinh sợ. Cha, con tưởng không còn gặp lại cha được nữa. Con cảm ơn cậu. Nhờ có lòng dũng cảm của cậu mà tiêu diệt được tên khổng lồ, cha con chúng tôi đoàn tụ. Vậy là tên khổng lồ đã chết thiệt sao? Đúng vậy. Gã khổng lồ và tên lãnh chúa tham lam đã bị tiêu diệt. Nhưng tôi phải xin lại chiếc đàn của cậu để trở về xây dựng lại lâu đài. Đổi lại,
tôi sẽ trả lại cậu cô bò này. Dạ, đương nhiên rồi. Xin ông trả những đồ này lại cho chủ cũ của nó. Mọi người sẽ được yên ổn làm ăn từ đây. Cháu là một người tốt, hãy cố gắng chăm chỉ làm việc và luôn yêu thương mẹ, nghe không? Dạ. Chào Jack. Chào mọi người. Lúc nào rảnh tôi sẽ đến thăm cậu. Tạm biệt. Từ đó lâu đài trên mây được xây dựng lại nhờ cây đàn hạt thần kỳ. Còn mẹ con của Jack và dân làng sống hạnh phúc mãi về sau.